2 2500, ngự hư tiên vương hiện, bồn tòa cũng đồng ý, đạp phân tiên vương cũng tỏ thái độ theo, bồn tòa không đồng ý, đúng lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện mang theo cái bóng thật dài, khiến cho chúng tiên vương vô cùng áp lực. Ngự hư, hai mắt vạn cổ tiên vương siết chặt, phun ra hai chữ. Trong lòng lăng hàn lập tức xứng sờ, nhìn về phía người này. Đây là một thiếu niên, nhìn qua bất quá chỉ 16-17 tuổi. Thế nhưng tóc mai lại trắng như tuyết, bắt ra vẻ đau thương. Rõ ràng hắn chỉ có một mình nhưng đứng nơi đó lại khiến cho Lăng Hàn có cảm giác như là thần sơn bất động, cho dù ai cũng không có cách nào vượt qua được. Cường đại, vô cùng cường đại, Lăng Hàn có cảm giác, dù hắn vẫn còn ở khu vực trung lập, muốn giết người này cũng không dễ dàng. Đây là một loại trực giác không nói nên lời, thế nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Hàn lại rất khẳng định. Ngự Hư Tiên Vương, bá chủ trong Tiên Vương cửu trọng thiên, tuyệt đối có thể xếp vào top 10, thậm chí là top 3. Tiểu Tháp đã từng nói qua, khi ngự hư chạm trần đã từng mấy lần phế tu vi rồi lập lại, mãi tới khi chạm tới mức không thể chạm nữa hắn mới dảo bước lên phân hồn cảnh. Tồn tại như vậy chỉ sợ đã tới gần vô hạn thiên tôn. Không, 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 hắn và thiên tôn vẫn còn cách xa. Lăng Hàn lập tức cải chính nhận định trong lòng, nhưng mà khoảng cách của hắn ta với chuẩn thiên tôn thực sự chỉ còn thiếu chút nữa. Chỉ sợ vạn cổ tiên vương ở trước mắt hắn ta, trong vòng trăm chiêu cũng không thể địch nổi đây là đệ tử đích truyền của một thiên tôn, cường đại tới khác thường. Người có ý gì? Trường thanh tiên vương hỏi. Ngự hư tiên vương bước tới, một cỗ khí thế đáng sợ cuốn qua, tiên vương trong đại điện đều bị hắn chấn nhiếp, hoàn toàn yên tĩnh lại. Lúc này hắn mới thản nhiên nói, bổn tọa cho rằng kẻ này có lẽ nên giao khởi nguyên ma phương ra. Hắn vừa mới nói ra những lời này, chúng tiên vương lập tức xôn xao. Lăng Hàn có thể nói đã lập chiến công hiển hách cho tiên vực, Thế nhưng câu đầu tiên mà ngự hư tiên vương mở miệng ra lại muốn cướp đoạt bảo vật mạnh nhất của Lăng Hàn. Đây chẳng phải là chuyện khiến cho người ta thất vọng, đau khổ hay sao? Bởi như vậy ai sẽ xuất lực cho tiên vực nữa? Ngự hư tiên vương lại nói tiếp, bổn tỏa đã đụng chạm tới thiên tôn cảnh, nếu như có khởi nguyên ma phương, bổn tỏa có nắm chắc trong vòng một ức năm đột phá thành thiên tôn. Hắn dừng một cái rồi lại nói SS, nếu như bổn tỏa thành thiên tôn, nhất định có thể ngăn địch ngoài biên quan, bảo vệ tiên vực hàng ức kỷ nguyên bất hủ các ngươi nói xem các làm này của bổn tỏa có chút tư tâm nào không lăng hàn im lặng một hồi ngự hư tiên vương này không ngờ lại còn muốn chiếm khởi nguyên ma phương của hắn thế nhưng hết lần này tới lần khác lại còn nói đàng hoàng như vậy giống như chiếm đại nghĩa tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới vô sỉ chúng tiên vương nhìn nhau vô cùng do dự lúc còn trẻ ngự hư tiên vương đã là thiên tài tuyệt đối dẫn dắt một thế hệ từ việc hắn chạm trần không thể chạm nữa là cũng có thể nhìn ra sự yêu nghiệt của hắn mà khi hắn bước lên tiên vương cửu tọng thiên, hắn cũng trở thành cường giả đỉnh tiêm. Có thể sánh vai với 10 người lâu năm nhất, thậm chí còn có thể đứng vào top 3, mạnh mẽ chấn động cổ kim. Nếu nói dưới gầm trời này ai có tư cách trở thành thiên tôn tiếp theo, như vậy ngự hư tiên vương tất là một người trong số đó. Nếu như nói một câu trung thực, ngự hư tiên vương đạt được khởi nguyên ma phương, như vậy có mấy thành hy vọng trở thành thiên tôn. Sợ rằng rất cao, tồn tại như vậy khoảng cách với thiên tôn chỉ còn kém một đường mà khởi nguyên ma phương chính là hòn đá cuối cùng mở ra con đường này. Tác dụng của một thiên tôn thực sự quá lớn, sở dĩ thông thiên quan thủ quan gian nan như vậy là vì không có thiên tôn tỏa chấn, nếu không, có quy tắc cuồn cuộn không dứt vận chuyển. Bên tiên vực này không chỉ có ba thiên tôn mà thậm chí còn nhiều hơn. Nếu như ngự hư trở thành thiên tôn, tất cả mọi người nghĩ, chỉ cần một ức năm mà thôi, khi đó tình huống của tiên vực không biết sẽ tốt hơn bao nhiêu lần. Suy nghĩ như vậy, không ít tiên vương đều động tâm. Trong mắt bọn hắn, tầm quan trọng của tiên vực đương nhiên hơn xa lợi ích của một người, hai người. Ngự hư tiên vương lại nhìn về phía lăng hàn, nói. Người trẻ tuổi, giao ra khởi nguyên ma phương đi, bổn tỏa cũng không bạc đãi ngươi, sẽ thu ngươi làm đệ tử. Tương lai cũng không phải là không có cơ hội chạm tới thiên tôn chi cảnh. Lăng hàn cười lạnh, trong lòng hắn đã sớm có một bụng lửa giận, cuối cùng cũng bộc phát, hắn nói. Xin hỏi ngự hư đại nhân, lệnh tôn ở đâu? Sư phụ của Ngự Hư Tiên Vương đương nhiên là Phong Tình Thiên Tôn. Ý tứ của Lăng Hàn rất rõ ràng, tiên vực không phải là có thiên tôn hay sao? Sư phụ ngươi cũng là một người trong số đó, sao không bảo hắn vì tiên vực mà làm ra cống hiến? Cho dù ngươi thành thiên tôn thì thế nào, sẽ thực sự làm việc vì tiên vực sao? Một thiên tôn, nếu như không có quyết tâm lớn, sao có thể đi ngăn cản ít nhất 10 thiên tôn của dị vực? Phong Tình Thiên Tôn làm rùa đen rút đầu, sao Lăng Hàn dám đảm bảo Ngự Hư Tiên Vương sẽ không như vậy chứ? Đúng vậy, Lăng Hàn đối với bản thân vô cùng tin tưởng. Tin tưởng chắc chắn rằng cho dù không có khởi nguyên ma phương hắn cũng trở thành thiên tôn. Chỉ là quá trình càng thêm gian nan khúc chết, phiền phức, cho nên hắn có thể bỏ khởi nguyên ma phương được. Vấn đề là hắn tuyệt đối không thể nào giao cho ngự hư tiên vương được. Không ngờ ngự hư tiên vương không giận dữ mà còn cười cười. Người trẻ tuổi, lá gan của ngươi quả thực rất lớn. Bất qua thứ bổn tọa muốn không ai có thể cự tuyệt được. Hắn trực tiếp ra tay về phía lăng hàn. Ngự hư tiên vương ra tay, vạn cổ tiên vương hừ lạnh một tiếng, nói, ngự hư, người quá đáng rồi đó, hắn cũng ra tay, thay lăng hàn hóa giải một kích này. Oanh, cả đại điện run lên, cơn bão năng lượng đáng sợ tuôn ra. Phanh phanh phanh, dưới bát trọng thiên, tất cả tiên vương đều bị đánh bay ra ngoài. Tiên vương cửu trọng thiên quá mạnh mẽ, mà ngự hư và vạn cổ càng là người nổi bật trong đó. Dư âm của một đạo công kích cũng đã có uy thế như vậy. Chỉ có lăng hàn còn đứng nguyên tại chỗ, bởi vì công kích đánh hắn đã bị vạn cổ tiên vương đỡ được. Vạn cổ, người dám ngăn ta, vẻ mặt ngự hư tiên vương lạnh lẽo, chương 2501, cưỡng đoạt, trong ý thức của hắn đã sớm không còn khái niệm thế tục này nữa, tất cả đều vì truy cầu đỉnh phong võ đạo. Hiện tại có một cơ hội thả ở trước mặt hắn, vô luận là người khác chủ động đưa cho hay là hắn ra tay đoạt, nhất định hắn phải đạt được. Vạn cổ tiên vương cũng giận dữ, nói, kẻ này có công với tiên vực, người thân là trưởng bối lại muốn cướp đoạt bảo vật của hắn, không cảm thấy mất mặt sao? Mất mặt, ngự hư tiên vương cười lớn, trước mặt sự tồn vong của tiên vực, người nói ta mất mặt sao? Ha ha, vạn cổ, người tu luyện nên chém duyên tình, chấp niệm của người quá nặng, khó trách chiến lược trì trệ không tiến. Vạn cổ tiên vương thì cười lạnh, ngự hư, người dám phát đạo thể hay không? Sau khi trở thành thiên tôn sẽ nguyện ý vì tiên vực mà chiến đấu, mãi tới khi còn một giọt máu cuối cùng hay không? Ngự Hư Tiên Vương lập tức ngừng cười. Đối với người mạnh như bọn hắn mở nói, đạo thề thực ra là một loại khảo vấn đối với bản tâm mình. Một khi phát đạo thề mà không làm theo, như vậy khi trùng kích cảnh giới rất cao sẽ gặp bất chắc rất lớn. Đây là nội tâm cắn trả, so với tất cả mọi thứ còn nguy hiểm hơn. Vốn Tiên Vương cửu vọng thiên đã tiến không thể tiến hơn, đương nhiên không cần sợ đạo thề gì đó. Thế nhưng Ngự Hư Tiên Vương lại muốn trở thành thiên tôn, vậy thì hoàn toàn khác. Không phải bác được đúng không? Vạn cổ tiên vương cười suy, nói, tuy rằng tiểu tử này to gan lớn mật, nhưng mà lại nói không sai. Nhất mạch của các ngươi đã vì tiên vực mà làm được cái gì chứ? Chuyện này khiến cho không ít tiên vương đều gật đầu. Nếu như có ba vị thiên tôn làm thống soát, như vậy áp lực của thông thiên quan sẽ nhỏ đi vô số lần. Ngự hư tiên vương nhướng mày, đương nhiên hắn không thèm để ý xem nhưng tiên vương này nghĩ thế nào. Nhưng mà hiện tại hắn muốn đổ trên người lăng hàn, nếu như chọc giận những tiên vương này sẽ không có khả năng thực hiện được. Dù sao ở đây quả thực có mấy tiên vương có thể ngang hàng nói chuyện với hắn, hai ba người liên thủ là có thể chống đỡ được hắn. Hắn đè sát ý xuống rồi nói, thiên tôn siêu việt quy tắc, không nằm trong thiên địa. Mỗi một lần ra tay đều mạo hiểm rất lớn, mạo hiểm bị thiên địa chém dụng. Bởi vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì thiên tôn sao có thể ra tay. Lời này nhận được rất nhiều tiên vương tán thành, ngự hư tiên vương nói không sao, tuy rằng thiên tôn áp đảo trên quy tắc, nhưng mà cũng vì vậy cho nên mới không nằm trong thiên địa nói láo, vạn cổ tiên vương cười lạnh, ngự hư, những lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt mấy người vừa mới đột phá lên tiên vương mà thôi. Tám kỷ nguyên trước, khi điểm liên thông giữa hai giới ổn định, thiên tôn dị vực đều có thể tiến vào, khi đó bên tiên vực có thiên tôn ra tay không? Có, nhưng chỉ có một vị, duyến sinh thiên tôn, hắn huyết chiến 11 gã thiên tôn dị vực, cuối cùng còn dùng thân hợp đạo, va chạm với điểm liên thông hai giới, khiến cho nó nứt vỡ, mới làm cho tiên vực có thời gian sinh dưỡng tới tám kỷ nguyên. Nói ra lời này, những tiên vương mới tấn chức, thậm chí là đại nhân vật mới trở thành tiên vương trong năm sáu kỷ nguyên gần đây đều khiếp sợ. Đây là một đoạn lịch sử chôn vùi, ai có thể nghĩ tới tám kỷ nguyên trước tiên vực thiếu chút nữa bị công chiếm chứ? Lăng Hàn cũng bừng tỉnh, hóa ra duyến sinh thiên tôn chết như vậy. Dùng một đấu 11, cho dù duyến sinh thiên tôn có cường đại tới đâu cũng đâu có thể địch lại, tuyệt đối không có khả năng. Có thể trở thành thiên tôn, ai mà không phải là trí cường giả một đấu một không dễ nói ai thua ai thắng, huống chi là tỷ lệ cách xa như vậy. cho nên duyến sinh thiên tôn cuối cùng cũng chỉ có thể dùng thân hợp đạo và chạm với điểm liên thông hai giới, khiến cho nó nứt vỡ. một lần nữa trở nên không ổn định, tạo cơ hội trọng sinh sau đại nạn cho tiên vực. mà khi đó còn nguy hiểm như vậy, ba đại thiên tôn còn không có ra tay, đây quả thực là phản bội đối với tiên vực. không, tiểu tháp rất kiên kỵ ba người phong tình thiên tôn, có lẽ song phương có quan hệ đối địch. Vậy ba người này càng thêm đáng giận, chẳng lẽ vào lúc mấu chốt còn cản sao? Thực sự Lăng Hàn không nghĩ ra vì sao ba người phong tình thiên tôn lại phải làm như vậy, nhưng mà sự thực là sự thực. Sắc mặt ngự hư tiên vương đã âm trầm như nước, hắn nhìn chầm chầm vào ngự hư tiên vương, điềm nhiên nói. Bí mật năm đó, sư phụ ta cùng với nhị vị đại nhân khác đã từng hạ qua pháp chỉ, vĩnh viễn phong hậu thế. Ngươi lại còn dám nói, thực sự là đại nghịch bất đạo. Ha 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 ha, vạn cổ tiên vương cười lớn, không phải người định nói thiên tôn vì không nằm trong thiên địa cho nên ta nói chút chuyện này còn có thiên tôn tới truy sát ta hay sao. Vậy ta cũng muốn hỏi một chút là chuyện hư hỏng năm đó quan trọng hay là chống cự dị vực quan trọng hơn. Lời này quả thực đã nói chúng tim đen. Sát khí của ngự hư tiên vương như sôi trào lên, hóa thành thực chất quấn quanh người hắn. Vạn cổ, vốn nghĩ người có thể sống lâu như vậy là một người thông minh. Hiện tại ta thấy chỉ là vận khí của người tương đối tốt mà thôi. Nếu như tiên vực vong tất cả mọi người sẽ xong đời. Ta thực sự không rõ nhất mạch các ngươi còn có hai mạch khác có ý gì mà lại ngồi xem tiên vực ở trên bờ vực nguy hiểm như vậy. Vạn cổ tiên vương thì cảm thán, có cảm giác bi phẫn không nói nên lời. Nếu như ba đại thiên tôn chịu liên thủ xuất chiến, tình huống tuyệt đối không giống như lúc này. Người tầm nhìn hạn hẹp đương nhiên không có khả năng hiểu rõ. Ngự hư lạnh nhạt nói, hắn chỉ về phía lăng hàn. Giao ra kẻ này, bản thân rời đi, nếu không, ngày hôm nay bổn tỏa sẽ đại khai sát giới. Bổn tỏa cũng không tin, trường thanh tiên vương nhảy ra, sóng vai mà đứng với vạn cổ tiên vương, hắn cũng bị làm cho tức giận. Bổn tỏa cũng không tin, lại có một vị tiên vương đứng ra, đó là thiên ngữ tiên vương. Còn có bổn tỏa, đây là vân hư tiên vương, có tới bảy tiên vương cửu trọng thiên đứng cùng một trận doanh với vạn cổ tiên vương, đối đầu với ngự hư tiên vương. Các ngươi chán sống hết rồi sao? Ngự hư tiên vương lạnh lùng nói, trong tám gã tiên vương này cũng chỉ có vạn cổ và trường thanh tiên vương đủ làm cho hắn coi trọng. Mấy người khác tuy rằng cũng là tồn tại cửu trọng thiên nhưng mà chiến lược tranh lệch có chút lớn, hắn căn bản không sợ. chương 2502, muốn ta hỗ trợ ư. Phong tình nhất mạch các ngươi cũng không thể một tay che trời. Vạn cổ tiên vương nói, tiểu tử này bổn tọa bảo hộ, vậy các ngươi đều đi chết đi. Ngự hư tiên vương ra tay, một tay vươn ra, trong đại điện lập tức có vô số bàn tay xuất hiện đánh về phía Bát Đại Tiên Vương. Vạn Cổ Tiên Vương giống lớn, một đạo tiên chỉ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm khí kinh diễm vô cùng. Những tiên vương khác cũng liên tục ra tay, công về phía Ngự Hư Tiên Vương. Chín đại tiên vương đại chiến, rất nhanh đã ra khỏi đại điện, bay vút lên trên không trung, triển khai đối chiến kịch liệt. Quả thực Ngự Hư Tiên Vương rất mạnh, lấy một địch tám vẫn không rơi vào thế hạ phong. Người có thể được xếp mạnh nhất trong chúng tiên vương cũng không phải bởi vì có liên quan tới phong tình thiên tôn. Hàn Lâm, trong tiếng hét lớn, chỉ thấy Hồng Hoang đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Trong học viện ngươi dám bỏ qua ý tốt của ta, hiện tại lại dám ngỗ nghịch với ngự hư sư huynh, ngươi đang tự tìm đường chết, hắn ngang nhiên ra tay, công kích về phía Lăng Hàn. Hồng Hoang rất bá đạo, khi hắn ở Thánh Nguyên học viện đã dám ngang nhiên ra tay à với Lăng Hàn, mặc dù không có giết người, đã thương người, nhưng lại trực tiếp đánh nát động phủ của Lăng Hàn. Cũng không có ai quản hắn, bởi vì hắn là người của phong tình điện, là đệ tử của một vị thiên tôn. Hiện tại hắn không kiêng nể gì mà ra tay với Lăng Hàn, bởi vì hắn biết rõ thực lực của Lăng Hàn là tới từ Khởi Nguyên Ma Phương. Vứt bỏ điểm này, hắn chỉ là một đế tinh nhị bí mà thôi. Hắn cũng là đế tinh, hơn nữa lại là cửu bí, hơn kém bao nhiêu cơ chứ? Cho nên hắn ra tay với Lăng Hàn, không hề có chút cố kỵ. Hắn cũng muốn sờ Khởi Nguyên Ma Phương một cái, dò ngó quy tắc bên trên. Lăng Hàn cũng không đón đỡ dưới tình huống không vận dụng khởi nguyên ma phương đương nhiên hắn không thể nào là đối thủ của cửu bí được bởi vì tranh lệch quá lớn hư linh không gian được thi triển hắn hóa thân thành ngàn vạn oanh 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 không hoang điên cuồng công kích mà chúng tiên vương đều không có ý nhúng tay vào muốn nhúng tay đã sớm nhúng tay ngăn cản ngự hư tiên vương ra tay với lăng hàn mà bây giờ chỉ là một cửu bí nho nhỏ hung hăng càn quấy đương nhiên bọn hắn càng không xuất thủ dù sao cũng là cùng một cảnh giới với lăng hàn lang hàn không ngừng trốn tránh biểu hiện trên mặt càng ngày càng lạnh dù sao hắn cũng là một thành viên của tiên vực hy vọng tiên vực có thể giữ được cho nên đế tinh như hồng hoang hắn rất coi trọng tương lai có thể thay tiên vực xuất lực đây là nguyên nhân hắn không ra tay với hồng hoang khi còn ở khu vực trung lập thế nhưng bây giờ nghĩ lại đó là chuyện không đáng phong tình nhất mạch có lúc nào xuất lực thay cho tiên vực chứ hắn lắc đầu hồng hoang này đang tự mình tìm chết muốn ta thay người tiêu diệt tiểu tử cặn bã này không một đạo thanh âm vang lên, không nhanh không chậm, như mây trôi nước chảy. Kỷ vô danh không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa đại điện, hai tay đặt sau lưng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hồng hoang. Mặc dù đối phương cũng là một đế tinh, nhưng mà trong mắt hắn lại không đáng một đồng. Không cần, hồng hoang lớn tiếng kêu lên, cử bí giết nhị bí còn cần người hỗ trợ sao? Nói đùa gì vậy, kỷ vô danh lại thở dài nói. Cạn bã là cạn bã, không phải là ta đang nói chuyện với ngươi, không nên tự mình đa tình. Cái gì, không hoang sướng sờ, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ mình mới là cặn bã trong miệng kỷ vô danh. Chuyện này, hắn đường đường là đế tinh, lại là thiên kiêu cửu bí. Trong mắt kỷ vô danh không ngờ lại không có phân lược, chỉ có thể coi là cặn bã. Mấu chốt là hắn quả thực tự mình đa tình lên tiếng trước, hiện tại ngẫm lại quả thực khiến cho khuôn mặt hắn đỏ bừng, không còn lỗ nào để chui vào. Không, là phẫn nộ, hắn là đồ đệ của thiên tôn. Tuyệt đối không có ai có thể làm nhục hắn." Lang Hàn thì kinh ngạc nói, "Kỳ huynh, ngươi nhận ra ta?" Kỳ vô danh gật đầu nói, "Thuật ngụy trang của ngươi quả thực không chê vào đâu được. Hẳn là bí thuật khi thiên thuật của Thiên Thánh cung a. Bất quá dưới đời này, người làm đối thủ của ta không có mấy, người cùng cảnh giới với ta lại chỉ có một mình ngươi, sao ta lại không đoán ra được chứ?" Quả thực nếu như Lang Hàn biểu hiện bình thường, như vậy Kỳ vô danh sẽ không nhận ra hắn, thế nhưng lại có mấy đế tinh cơ chứ? Hồng Hoang ghen ghét tới nổi điên, hắn biết rõ kỷ vô danh mạnh hơn mình. Thế nhưng kỷ vô danh lại vô cùng coi trọng Lăng Hàn, coi trọng đối thủ của hắn, lại không thèm để ý tới hắn. Quát hắn là cặn bã, chuyện này bảo sao hắn có thể chấp nhận được. Hắn giết gào, công kích càng thêm cuồng bạo, muốn mạnh mẽ giết chết Lăng Hàn. Dùng quyền nói cho kỷ vô danh biết, hắn so với Lăng Hàn còn mạnh hơn quá nhiều. Thân thể Lăng Hàn chấp động, lực lượng của hắn không bằng hồng hoang, nhưng mà hư linh không gian quá thần kỳ, hơn nữa có quy tắc thời gian năng lực tự bảo vệ mình của hắn rất cao hắn cười nói không cần loại cặn bã này nếu như ta muốn giết chỉ cần lật tay một cái mà thôi tốt 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 hai mắt hồng hoang thì như đỏ rực ngươi thử giết ta xem kỷ vô danh thì gật đầu không ngờ lại xoay người rời đi không ngờ ngay cả chiến đấu cũng không thèm nhìn ngẫm lại cũng đúng hắn là ai chứ là tiên vương cửu trọng tiên năm đó vô địch một đời có lẽ so với ngự hư tiên vương còn mạnh hơn chiến đấu tiên phủ cảnh sao có thể lọt vào trong mắt hắn được. Hắn chỉ không muốn Lăng Hàn chết đi, làm mất một đối thủ lớn. Lăng Hàn đã có nắm chắc, như vậy đương nhiên hắn sẽ đi, chiến đấu cấp bậc này có gì đẹp mắt cơ chứ. Kỷ vô danh tiêu sái vô cùng, thân thể bồng bềnh, rất nhanh đã biến mất không còn tung tích. Hồng hoang bắt đầu thích xúc đại chiêu, chiến lực của hắn vượt xa Lăng Hàn, đương nhiên có đủ tinh lực dư thừa chuẩn bị đại y treo. Nếu không, dưới tình huống thực lực ngang nhanh, Hắn làm như vậy chỉ có tự tìm đường chết mà thôi." Lăng Hàn mỉm cười, "Ngươi thực sự muốn chết đúng không? Không hoang giận quá hóa cười, nếu như ngươi thực sự có năng lực giết chết ta, ta chết cũng nhắm mắt." "Ai, thực sự là lãng phí a." Lăng Hàn thở dài, lấy ra Thiên Địa Nguyên Cương, đây chính là thứ tốt hắn dùng chiến công đổi được trên tế đàn, sau khi kích phát có được công kích cấp bậc Tiên Vương. Nhưng mà giá đổi lại cao tới kinh người, ngay cả hắn cũng chỉ đổi được mấy phần mà thôi. Chương 2503, yêu cầu của Thiên Tôn thượng. Ánh mắt của Hồng Hoang rất tốt, nhìn thấy Thiên Địa Nguyên Cương, sắc mặt hắn lập tức xanh lại. Đây chính là đại sát khí a, nếu như tiên khí cần võ giả đi kích hoạt, thực lực không đủ căn bản không có cách nào làm được. Như vậy Thiên Địa Nguyên Cương thì khác, tựa như Tiên Vương Pháp chỉ vậy, mở ra là có thể sử dụng, nhưng mà đều là vật tiêu hao. So với Tiên Vương Pháp chỉ, Thiên Địa Nguyên Cương càng cao cấp hơn, chỉ cần dùng thần thức khóa lại đối thủ sau đó ném ra là được hồng hoang tự tin vô cùng bởi vì hắn tương lai có thể trở thành tiên vương cửu trọng thiên mới nhưng mà đây dù sao cũng là chuyện sau này muốn hắn hiện tại ngạnh kháng với công kích cấp bậc tiên vương đây không phải là tự tìm đường chết sao cho dù thiên địa nguyên cương chỉ đánh ra công kích cấp bậc tiên vương nhất trọng thiên cũng vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong đầu hồng hoang đổ mồ hôi lạnh hàn ý như thủy triều tràn ngập giờ phút này hắn cảm thấy khẩn trương chưa từng có lăng hàn mỉm cười nói khi còn ở học viện ngươi muốn ra tay là ra tay ỉ vào có một sư phụ làm rùa đen rút đầu bảo vệ mà không kiêng nể gì cả muốn làm gì thì làm hiện giờ cũng muốn như vậy sao ta hỏi ngươi ta vì tiên vực lập nhiều công lao lớn như vậy ngươi lại ra tay với ta ngươi có cảm thấy thẹn với lương tâm chút nào không hiện tại hắn là siêu cấp đại anh hùng của tiên vực người thông thiên quan ai mà không sùng bái người đồ sát gà hàn lâm cơ chứ hồng hoang lại ngang nhiên ra tay với lăng hàn hoàn toàn là người phản bội. Hồng Hoang không nói lại được lời nào, trong mắt hắn, hắn làm tất cả mọi chuyện đều không cần nói đạo lý. Bởi vì sư phụ hắn là phong tình thiên tôn, đây là đạo lý so với trời còn lớn hơn. Nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cảm giác tứ cố vô thân. Người trẻ tuổi, người thực sự rất cuồng. Trong một tiếng cười lạnh, một lão giả xuất hiện, lông mi trắng, dâu bạc trắng, tràn ngập cảm giác tiên phong đạo cốt. Thân thể hắn lóe lên đã xuất hiện trước người hồng hoang, giống như từ trước tới nay vốn đã ở đó. Trên đầu lão giả này có thất thải dị quang, thân thể nhẹ nhàng run lên cũng giống như có thể khiến cho mặt đất sụp đổ, khiến cho ngôi sao rơi rụng. Tiên vương thất trọng thiên, trong lòng lang hàn sướng sờ, tuy rằng thiên địa nguyên cương châu bò, nhưng mà tối đa cũng chỉ bộc phát ra được công kích đẳng cấp tiên vương tứ, ngũ trọng thiên mà thôi. Tuyệt đối không thể làm gì được tiên vương thất trọng thiên. Nghe nói người giết thế tôn của bổn tòa, lão đầu này nói ra, hai mắt nhắm lại, thế nhưng lại có hàn ý kinh người. Lăng Hàn giật mình, lão nhân này là tổ tông của Thẩm Siêu. Hắn cười ha hả, nói, Thẩm Siêu ở khu vực trung lập đánh lén ta, quả thực bị ta giết. Lão gia tử, loại hậu nhân không biết xấu hổ này vẫn nên sớm tát chết thì hơn, tránh về sau mất mặt. Tiên vương thẩm ra không khỏi trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này ở trước mặt mình không ngờ lại dám chậm rãi nói như vậy, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Nhưng rất nhanh hắn đã thoải mái, bởi vì Lăng Hàn này ngay cả Thiên Tôn cũng dám mắng, hắn là cái dám gì mà không dám chứ. Hắn không quan tâm tới nữa, công phu hàm dưỡng của Tiên Vương đương nhiên rất tốt. Người cho rằng đổi một kiện Thiên Địa Nguyên Cương là có thể ngăn cản bổn tọa sao? Đương nhiên không phải, Lăng Hàn cười nói, lập tức ra vẻ chính nghĩa, nghiêm túc nói. Chỉ là tại hạ cho rằng, công đạo từ nhân tâm. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt không ít Tiên Vương đều hiện lên vẻ xấu hổ. Bọn hắn không có ra tay bảo vệ Lăng Hàn trên phương diện rất lớn là bị uy danh của phong tình thiên tôn chấn nhiếp. Đúng vậy, thiên tôn quả thực không thể đơn giản xuất động, nhưng mà cũng không phải không thể hiện thân. Dù chỉ là một ý niệm hàng lâm cũng khiến cho tiên vương cửu trọng thiên không địch lại nổi. Ngay cả tiên vương bát trọng thiên cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Ai dám đắc tội với một vị thiên tôn cơ chứ? Lại nói ngự hư tiên vương lại mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, chiến lực trong những tiên vương cửu trọng thiên thậm chí có thể đứng vào top 3, không sợ hắn ta về sau tới tính sổ sao. Thế nhưng dù sao Lăng Hàn cũng là đại công thần của tiên vực, bọn hắn khoanh tay đứng nhìn như vậy thực sự coi được sao? Có một vị tiên vương tính tình táo bạo không nhịn được. Siêu một cái xuất hiện trước mặt Lăng Hàn, nhìn về phía tiên vương thẩm ra rồi nói. Thẩm huynh, kính xin cho ta mặt mũi, không nên ra tay với tiểu bối. Ân oán giữa tiểu bối cứ để cho tiểu bối tự mình giải quyết, chúng ta không nên nhúng tay thì tốt hơn. Chuyện gì tiên vương cũng muốn ra tay, như vậy trên đời này không phải lộn xộn rồi sao? Tiên vương thẩm ra cười lạnh liên tục, thông huyền, người muốn giữ gìn cho tiểu tử này. Hư, trước mặt mọi người tàn sát đồng bào tiên vực, đây là trọng tội, tử tội. Bổn tọa ra tay với hắn cũng chỉ là giữ gìn trật tự tiên vực, bổn tọa làm sai chỗ nào chứ? Hắn không chỉ muốn báo thù cho hậu đại, lại muốn nhân cơ hội này dựa vào phong tình thiên tôn. Dị vực xâm lấn, thái độ của ba vị thiên tôn lại cực kỳ mập mờ, nhưng không có ai tin tưởng thiên tôn sẽ đi chờ chết, nhất định còn có đường lui khác bởi vậy tiên vương thẩm ra muốn ôm đùi cho mình cho hậu nhân mình một con đường sống tay phải thông huyền tiên vương chấn động trong tay xuất hiện một thanh trường mâu được hỏa diễm thiêu đốt trường mâu chấn động chiến ý như thủy triều lan tràn vậy trước tiên phải qua ải bổn tọa hắn như một người đủ giữ cả quan ải vạn người không thể đi qua tiên vương thẩm ra hừ lạnh một tiếng lộ vẻ do dự thông huyền tiên vương rất mạnh trong tiên vương thất trọng chiến lược bài danh top trên hắn cũng không có nắm chắc thủ thắng nhưng bây giờ tên đã lên dây, không phát không được. Oanh, đúng lúc này một đạo thần ý vô cùng đáng sợ lan tràn tới. Thông thiên quan lập tức kịp phản ứng, toàn thân sáng lên, đỡ lấy cỗ thần ý này. Nhưng mà tường thành cũng rên rỉ, dường như sắp không thừa nhận được nữa. Phải biết rằng thông thiên quan là do vô số tiên vương từng đời từng đời, không ngừng ngày đêm ra cố. Không biết đã bố trí xuống bao nhiêu trận vân, ngay cả 10 vị tiên vương cửu trọng thiên liên thủ cũng khó làm thương tổn tới nó. Nhưng bây giờ chỉ là một đạo thần ý mà thôi, lại làm cho Hùng Quan run rẩy, gần như muốn sụp đổ, đây là khái niệm gì chứ? Chương 2504, yêu cầu của Thiên Tôn hạ. Thiên Tôn, tất cả mọi người há hốc mồm nói, có thể mạnh như vậy chỉ có thể là Thiên Tôn mà thôi. Ngay cả chiến đấu giữa Ngự Hư Tiên Vương và đám người vạn cổ tiên vương cũng ngừng lại. Nếu như một vị Thiên Tôn giá lâm, như vậy tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ đánh. Một khuôn mặt hiện lên trên Thông Thiên Quan, lớn vô cùng. Thông thiên quan đã khá lớn, thế nhưng so với khuôn mặt này lại kém cỏi, có thể thấy được độ lớn của nó thế nào. Lăng Hàn không khỏi hít sâu một hơi, đây là xích viêm thiên tôn, bá chủ chính thức của dị vực. Khá tốt, đây không phải là chân thân của đối phương, chỉ là một đạo thần ý, nhưng mà vẫn cường đại tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Thiên tôn xuất hiện, cả thông thiên quan thoáng cái trở nên yên tĩnh vô cùng, vô luận là đang làm gì, lúc này đều chỉ có thể nhìn lên trên bầu trời mà thôi. Đám tiên vương thì kiêng kỵ vô cùng, đừng nhìn chỉ có một đạo thần niệm tới, còn có thiên địa tiên vực áp chế, nhưng mà vẫn có thực lực tiên vương cửu trọng thiên. Ngay cả tồn tại như ngự hư tiên vương cũng không dám khinh thường. Giao ra tiểu tử có được khởi nguyên ma phương, xích viêm thiên tôn mở miệng, ngữ khí bình thản nhưng lại tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Mỗi người đều phải tuân thủ quy tắc, thiên tôn còn ở trên quy tắc không phải nói là làm ngay hay sao. Không có khả năng, vạn cổ tiên vương lập tức quyết đoán tự tuyệt, ngay cả vẻ mặt ngự hư tiên vương cũng lạnh lùng, không thèm để ý tới. Bởi vì hắn cũng muốn khởi nguyên ma phương, nếu như giao lăng hàn ra, như vậy thời gian đột phá thiên tôn của hắn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Một bước này muốn bước qua không còn vấn đề ở thiên phú nữa, mà chính là vận khí. Nếu như không giao ra tiểu tử kia bản tôn sẽ đánh vỡ khu vực trung lập. Bất quá cũng chỉ phá hỏng tính ổn định của điểm liên thông hai giới, cho các người kéo dài hơi tàn thêm mấy chục ức năm mà thôi. Xích phiêm thiên tôn lạnh nhạt nói, bất quá nếu như giao ra tiểu tử kia, bản tôn có thể lập đạo thể, chúng ta sẽ không xâm lấn tiên vực một kỷ nguyên. Lời này vừa ra, không ít tiên vương đều có chút động tâm, mà người trong thông thiên quan, ai cũng sinh lòng như vậy. Thiên tôn một khi nói ra lời là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói cách khác, nếu như xích viêm thiên tôn lập đạo thể, như vậy hoàn toàn có thể tin tưởng được. Một kỷ nguyên A, nói một cách không khoa trương, ngay cả thang nguyên cảnh cũng khó mà sống lâu như vậy được, đã sớm bị thiên nhân chi ách giày vò tới chết. Nói cách khác, đại bộ phận người ở đây có thể sống hết cuộc đời này, thậm chí còn có thể kéo dài tới vô số tử tôn. Đây không phải là hòa bình mà bọn hắn luôn yêu cầu sao. Chỉ cần hy sinh một người là có thể đổi lại hòa bình lâu dài cho tiên vực, dù nghĩ thế nào cũng là chuyện có lợi. Đương nhiên dưới điều kiện tiên quyết người hy sinh không phải là mình là tốt nhất. Hai mắt ngự hư tiên vương khẽ run lên, hắn cũng không quan tâm tới tổn vong của tiên vực. Hắn phải trở thành thiên tôn, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Người trẻ tuổi, không nên vì nhỏ mà mất lớn, không ai biết lời hắn nói ra là có ý gì, nhưng mà Ngự Hư Tiên Vương lại hiểu rõ. Nhưng lời này đối phương đang nói với mình, mà trong đó thì liên quan tới hiệp nghị của đám người Phong Tình Thiên Tôn với dị vực. Hai tay của hắn nắm lại, tóc không gió mà bay, quang mang chín màu chấp động, trong lòng hắn đang đấu tranh kịch liệt. Nhưng chỉ một lát sau, Ngự Hư Tiên Vương thét dài một tiếng, thân thể bay vút đi, rất nhanh đã biến mất. Đường đường là Tiên Vương cửu trọng thiên, hơn nữa lại là tồn tại chiến lược nằm trong top 3 lại bị một câu bước đi, buông tha cho đại cơ duyên lớn tới như vậy. Cho các người thời gian một ngày cân nhắc, một ngày sau nếu như không giao kẻ này ra bản tôn sẽ động thủ. Xích phim thiên tôn lạnh nhạt nói, thân thể run lên, tiêu tán rồi biến mất. Lập tức người trong thông thiên quan sôi trào, đều đang kịch liệt thảo luận. Đám thiên vương thì nhìn nhau, hòa bình suốt một kỷ nguyên A, à, ngay cả bọn họ cũng dục dịch. Quả thực bọn họ hy vọng Lăng Hàn có thể trở thành thiên tôn, ngăn cản lá cờ của dị ực. Nhưng mà hiện tại Lăng Hàn chỉ là tiên phủ mà thôi, cho dù có tiên vương toàn lực bồi dưỡng, thế nhưng muốn trở thành thiên tôn lại là chuyện của không biết bao nhiêu năm về sau. Khu vực trung lập hiện tại quả thực có thể ngăn cản bước chân xâm lấn của dị vực, thế nhưng một vị thiên tôn ra tay lại có thể đơn giản san bằng nó. Xích phiêm thiên tôn không có gạt người, dù có hủy khu vực trung lập làm dung chuyển điểm liên thông giữa hai giới thì tối đa cũng chỉ mấy chục ước năm mà thôi. Quả thực thời gian rất dài, nhưng mà còn xa không đủ để bồi dưỡng một vị thiên tôn. Nhưng mà một kỳ nguyên thì khác, có thể xuất hiện chuyển biến kinh người. Bởi vậy dù là những tiên vương trước kia đồng tình với Lăng Hàn đều đang dục dịch, cảm thấy Lăng Hàn hy sinh vì tiên vực là chuyện nên làm. Sao Hàn lâm ra, một thanh âm nổ vang trong thông thiên quan, không biết là ai nói, nhưng mà sau đó càng ngày càng trở nên vang dội, khiến cho vô số người dùng mình, hóa thành biển. Thông thiên quan rất đặc thù, trong thành không có núi sông, chỉ có từng phiến binh doanh, khắp nơi đều là người. Bởi vậy thanh âm truyền càng xa, không có bất luận góc chết nào, dẫn phát ngày càng có nhiều người cộng minh hơn, cùng kêu tên Lăng Hàn. Trước đó bọn họ hoan hô, giờ phút này bọn hắn lại không thể chờ đợi được muốn giao Lăng Hàn ra để đổi lấy hòa bình. Lăng Hàn có một loại cảm giác không biết nên hình dung thế nào, khiến cho hắn vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Hắn giống như là công chúa trong một nước thuộc tiểu thế giới vậy, tất cả con dân đều trông chờ hắn để cầu hòa. Hy sinh bản thân thành toàn cho tập thể. Nhưng mà vì sao hắn phải hy sinh, có ai hỏi qua ý kiến của hắn chưa? Lại nói, một kỳ nguyên hòa bình thì thế nào, có quật khởi hay không cũng khó nói. Sau một kỳ nguyên kia nhất định dị vực lại đang xâm lấn, hơn nữa vì sao Xích Viêm Thiên Tôn lại hào phóng như vậy? Chỉ sợ khởi nguyên ma phương đối với cường giả dị vực cũng có trợ giúp rất lớn. Đúng, trong đó còn có quy tắc tiên vực, nếu như bị cường giả dị vực tìm hiểu được nói không chừng sẽ có biện pháp khiến cho thiên địa tiên vực không nhầm vào, đến lúc đó sẽ tiến quân thần tốc, khi đó tiên vực thực sự không còn một chút hy vọng nào nữa. chương 2505, Giao Người Đối với tiên vực mà nói, bức bình chứng của bọn họ không phải là thông thiên quan, cũng không phải là tiên vương cửu trọng thiên, lại càng không phải là thiên tôn, mà là bản thân thiên địa A. Nực cười, hiện tại có quá nhiều người bị kỷ nguyên hòa bình che kín mắt, căn bản không có cách nào nhìn ra xa hơn. bổn tọa đề nghị, giao ra hàn lâm, một tiên vương cửu trọng thiên mở miệng chúng tiên vương biến sắc người bình thường kêu gọi thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi thế nhưng tiên vương mở miệng lại không giống khi đó chính thức đem việc này lên mặt bàn thảo luận mà quá châm chọc quá nực cười lần này bọn hắn gọi lăng hàn tới đây là để ca ngợi đối phương thế nhưng sao lại thành thảo luận có nên giao lăng hàn cho dị vực hay không trong khoảng thời gian ngắn không có ai lên tiếng nói chuyện đương nhiên tiên vương cũng sĩ diện đại bộ phận người tuy rằng trong lòng đồng ý nhưng mà cũng không muốn biểu đạt đều muốn mơ hồ cho qua bồn tọa không đồng ý vạn cổ tiên vương là người thưởng thức lang hàn nhất trước kia cứng rắn với ngự hư tiên vương hiện tại cũng cực lực giữ gìn lăng hàn chuyện này khiến cho lăng hàn vô cùng cảm động bởi vì nói ra vạn cổ tiên vương hoàn toàn không thân quen với hắn kẻ này thiên phú võ đạo kinh người còn có khởi nguyên ma phương có khả năng rất lớn trở thành thiên tôn vạn cổ huynh lại một tiên vương cửu trọng thiên mở miệng Kẻ này có thành thiên tôn hay không khó mà nói được, hơn nữa ít nhất cũng phải là hơn một kỷ nguyên sau mới được. Nhưng mà ngày mai nếu như không giao ra kẻ này, thiên tôn dị vực sẽ phá hủy khu vực trung lập, như vậy kẻ này còn có hy vọng trở thành thiên tôn sao? Vạn cổ tiên vương không vui nói, khu vực trung lập bị hủy, Hàn Lâm chỉ mất đi một phiến thiên địa, nhưng mà khởi nguyên ma phương lại không bị phá hủy, vẫn có thể từ trong đó phán đoán ra ảo diệu của thiên địa. Vạn cổ, thời gian mấy chục ức năm đủ sao? một tiên vương toàn thân đều là kim loại, như kim loại biến thành dùng thanh âm như kim loại ma sát hỏi vạn cổ tiên vương. Chưa đủ, vạn cổ tiên vương lắc đầu, hắn cũng không có nói cho qua, nói quá mức lạc quan. Mà đây là sự thực, không có mấy vạn ức năm, thậm chí là thời gian một kỷ nguyên căn bản không đủ. Không bằng chúng ta cũng trông nom như hiện tại, điểm liên thông giữa hai giới còn chưa có đạt tới trình độ ổn định, thiên tôn dị vực căn bản không có khả năng đi tới A. Vừa nói như vậy, không ít tiên vương đều động tâm. Tuy rằng hiện tại bọn hắn thủ hộ vất vả, nhưng mà thông thiên quan không phải vẫn đứng vững không ngã sao. Như vậy tiếp tục thủ hộ mấy vạn ức năm, thậm chí là một kỷ nguyên, sáng tạo ra tương lai tràn ngập hy vọng cho tiên vực A. Bồn tỏa vẫn cảm thấy nên giao người ra thì hơn, tiên vương như được đúc thành từ kim loại nói, hắn cũng là tiên vương cửu trọng thiên uy tín lâu năm. Vậy thì biểu quyết, vạn cổ tiên vương không muốn nổi nhảm, ai đồng ý giao hàn lâm ra thì giơ tay, dứt lời, tiên vương như được đúc thành từ kim loại là người ra tay đầu tiên, sau đó lại có thêm tiên vương giơ tay lên. Vạn cổ tiên vương đảo qua, trong lòng bình tĩnh lại. Tiên vương đồng ý giao ra lăng hàn chưa đủ nửa số. Chẳng lẽ không có đem dân tâm thông thiên quan tính vào sao? Tiên vương của thẩm gia đột nhiên nói, đúng, dân tâm ủng hộ hay phản đối, nếu như không có dân tâm ủng hộ, tiên vực không còn người kế tục, sao có thể chống cự lại từng đợt công kích của dị vực chứ? Những tiên vương đồng ý giao ra lăng hàn đều nói. Vạn Cổ Tiên Vương cười lạnh, bình thường những người này trong mắt đám Tiên Vương này, ngay cả võ giả thăng nguyên cảnh cũng chỉ như con sâu cái kiến, căn bản khinh thường nhìn thêm một cái. Hiện tại còn nói là dân tâm, quả thực đủ vô sỉ. Hắn vừa mới định nói ra, ông, chỉ cảm thấy có một cỗ thần niệm đáng sợ đánh úp lại, nặng nề như núi cao, đáng sợ kinh người. Tiên Vương cửu trọng thiên thì thế nào chứ? Lúc này đều có cảm giác vô lực, một con mắt xuất hiện, sau đó khuôn mặt cũng từ từ xuất hiện trên bầu trời. Lập tức, khí thế khủng bố kia lần nữa tăng lên một cấp độ. Phong Tình Thiên Tôn, không ít tiên vương cửu trọng thiên đều thấp giọng hô, vẻ mặt phức tạp. Thiên Tôn, lực lượng cường đại nhất thế giới. Thế nhưng Phong Tình Thiên Tôn cũng không làm gì cho tiên vực, chỉ để mặc cho dị vực xâm lấn, bảo sao không khiến cho người ta thất vọng, đau khổ cơ chứ. Thế nhưng ai dám ra mặt trách cứ, thậm chí là nghị luận cũng không dám. Bái kiến đại nhân, tất cả tiên vương đều cung kính hành lễ. Lăng Hàn cũng nhìn qua dáng người của phong tình thiên tôn đường đường chính chính, nhìn qua bất quá chỉ hơn 20 tuổi, hai mắt có thần, giống như mắt trời, có thể nhìn thấu cả thiên địa. Bản tôn truyền dụ, giao kẻ này ra, đổi lấy một kỷ nguyên hòa binh cho tiên vực. Phong tình thiên tôn nói xong, khuôn mặt kia lại nhanh chóng tiêu tán. Hắn hàng lâm một đạo thần niệm cũng chỉ để nói một lời như vậy mà thôi. Vạn cổ, người nghe rõ rồi chứ. Phong tình đại nhân đã hạ chỉ lệnh, trọng kim tiên vương nói. Một vị thiên tôn trực tiếp hạ lệnh, như vậy giao ra lăng hàn là chuyện ván đã đóng thuyền ai cũng không có khả năng thay đổi vạn cổ tiên vương nắm chặt tay ánh mắt đảo qua đại bộ phận tiên vương ủng hộ hắn trước đó đều cúi đầu xuống hiển nhiên không dám đối nghịch với thiên tôn ai dám có lá gan như vậy chứ đã như vậy bắt lấy kẻ này đi trọng kim tiên vương lạnh nhạt nói đương nhiên hắn khinh thường ra tay với một tiên phủ cảnh nho nhỏ tiên vương thẩm ra ra tay hắn rất nguyện ý ra tay a à. ha 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 ha, ha lăng hàn đột nhiên cất tiếng cười lớn liều lĩnh tới mức không kiêng nể gì cả khiến cho mỗi một vị tiên vương đều nhìn qua tiểu tử đây không phải là khu vực trung lập người chỉ là con kiến nhỏ bé mà thôi tiên vương thẩm ra lạnh lùng nói vậy sao ánh mắt lăng hàn đảo qua nói một đám tiên vương thực sự là cao cao tại thượng tự cho là đúng các ngươi là người nào có thể tùy ý quyết định vận mệnh của ta ta vì tiên vực cống hiến lớn như vậy kết quả thì sao chỉ đổi lấy vận mệnh mình trở thành tù nhân của dị vực. Ha ha, đây thực sự là cổ vũ lòng người A. À. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Trọng Kim Tiên Vương mở miệng nói, ngươi vì tiên vực hy sinh, người đời sau đều sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, vĩnh lưu sử sách. chương 2506, Tam Giới Tháp Thức tỉnh Lăng Hàn cười đến càng thêm tùy tiện, hắn tản ra khi thiên thuật, lộ ra diện mạo và khí thức thật sự, lạnh nhạt nói. Hàn Lâm chỉ là tên giả của ta, thân phận chân thật của ta chính là Lăng Hàn, các người nói phải nhớ kỹ tên của ta, làm sao nhớ. Nhiều tiên vương cũng không nói gì, ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại là lấy thân phận giả đi tới thông tiên quan, có người như vậy sao? Đây chính là vì tiên vực mà chiến, cực kỳ quang vinh. Nhưng hiện tại bọn họ cảm giác bị Lăng Hàn tắt một cái, còn nói phải nhớ kỹ tên của Lăng Hàn, nhưng ngay cả tên thật của người ta cũng tính sai. Khá lắm tiểu tử, lại dám lừa dối tiên vương, người cũng thật là gan to bằng trời nếu không phải làm sự tình không thấy được ánh sáng gì, cần gì như vậy. Thẩm gia tiên vương nói, đây thực sự là nói bậy, nhưng một vị tiên vương mở miệng, vậy thì tương đương với khuôn vàng thước ngọc, giả cũng biến thành thật. Lang Hàn cười nhạt, các ngươi thật làm cho ta thất vọng, có điều, vẫn có vạn cổ đại nhân cùng vài tiền bối bảo vệ ta, để ta cảm giác tiên vực có một chút xíu hy vọng cùng đáng giá cứu vớt. Không nên lại nói hưu nói vượt, tiên phủ nho nhỏ, ngoan ngoãn im lặng thẩm gia tiên vương ra tay, tóm về phía lăng hàn. Thiên tôn đã hạ lệnh dụ, hắn tự nhiên trắng trợn không kiêng rẻ. Hắn biết lăng hàn có khởi nguyên ma phương, nhưng nơi này là thông thiên quan, không phải khu vực trung lập, vậy chỉ có thể tìm hiểu đạo tắc mà thôi. Hơn nữa, thiên địa nguyên cương đối với hắn nửa điểm dùng cũng không có, hắn là tiên vương tầng 7. Cái này vừa ra tay, tự nhiên là nắm chắc, vạn cổ tiên vương muốn ra tay, nhưng càng nhiều tiên vương đều lạnh lùng nhìn hắn, để hắn không thể không đè xuống kích động, nếu ra tay, hắn sẽ gặp phải 10 tên tiên vương trở lên liên thủ vây công. Hắn không phải ngự hư tiên vương, không mãnh liệt như vậy. Ngươi cho rằng, ta chỉ có thể dựa vào khởi nguyên ma phương sao. Lăng Hàn cười gần, trong lòng kêu một tiếng tiểu tháp, oanh, khí thức của hắn nhất thời tăng lên vô hạn, trong nháy mắt liền đột phá thăng nguyên cảnh, sau đó đạt đến tiên vương. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, mạnh mẽ của hắn thật giống như không có chừng mực, các người căn bản không biết lá bài tẩy của ta, quả thực buồn cười. Lăng Hàn lạnh lùng nói, lúc này, khí thức của hắn đã bão tố đến tầng 7, đủ để chống lại thẩm gia tiên vương. Thẩm gia tiên vương mạnh mẽ dừng công kích, ngược lại không phải hắn cho là mình không phải đối thủ của Lăng Hàn, mà là biến hóa như thế cũng quá con mẹ nó khó mà tin nổi. Nơi này lại không phải khu vực trung lập, Lăng Hàn dựa vào cái gì mạnh như thế. Nhưng mà, khí thế của Lăng Hàn còn tăng vọt, rất nhanh vọt qua tầng 8, bước vào tầng 9, còn tăng lên nữa. Hắc tháp toàn diện thức tỉnh, giúp Lăng Hàn chiến một trận ống ánh. Trước khi rời đi khu vực trung lập, Lăng Hàn đã từng nói chuyện với tiểu tháp, thương lượng các loại khả năng xuất hiện, mà Lăng Hàn quyết định chính là không thèm đến xỉa làm một vô lớn. Tiểu tháp là thiên tôn bảo khí, tuy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng dù sao đến tiên vực rất lâu, nó cũng xúc tích lượng lớn năng lượng, để Lăng Hàn tiến hành một cuộc chiến ống ánh vẫn không thành vấn đề. Nó không cách nào để cho Lăng Hàn phát huy ra sức chiến đấu của thiên tôn, nhưng trên tiên vương tầng 9, tiếp cận sức chiến đấu của chuẩn thiên tôn lại không khó. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn thẩm ra tiên vương, ngươi không phải nhảy nhót rất vui sao, lại nhảy cho ta nhìn một chút. Hết thảy tiên vương đều ngơ ngác, lúc này lực lượng của Lăng Hàn hoàn toàn nghiền ép bọn họ, thậm chí mạnh hơn ngự hư tiên vương một chút. Chuyện này, trên người của tiểu tử này lại còn có một trí bảo, cấp bậc thiên tôn. Vù, hắc tháp từ trong cơ thể của Lăng Hàn nổi lên, muốn cho Lăng Hàn chiến một trận ống ánh, nó nhất định phải hiện thân. Không biết bao nhiêu năm, hắc tháp xuất hiện lần nữa, nó treo ở trên đỉnh đầu của Lăng Hàn, buông xuống từng đạo từng đạo hỗn độn khí, thân tháp màu đen tỏa ra lực lượng vượt qua quy tắc thiên địa, mặt ngoài kết từng phù văn, ngay cả tiên vương cũng không cách nào thấy rõ. Tam giới tháp, có tiên vương lâu năm kinh ngạc thốt lên, bọn họ ở tám kỷ nguyên trước đã là đại nhân vật, đương nhiên gặp qua tam giới tháp. Đây là bảo khí của Duyên Sinh Thiên Tôn, năm đó Duyên Sinh Thiên Tôn lấy thân hợp đạo, phá hủy đường núi hai giới, tam giới tháp cắt ra không gian, chẳng biết đi đâu. Món bảo khí này thời điểm đại chiến với dị vực bị trọng thương, hiện tại còn có thể nhìn thấy phía trên có vết thương do cường giả dị vực lưu lại, nhưng thiên tôn bảo khí phi phàm, khí thế kia quá bá đạo. Nha, hóa ra lang hàn là truyền nhân cách thế của duyên sinh thiên tôn. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy chua sót, lúc trước duyên sinh thiên tôn vì tiên vực không tiếc tự hủy hy sinh mình, vì tiên vực đổi lấy tám kỷ nguyên hòa bình, nhưng hiện tại ngược lại tốt, mọi người hưởng thụ chỗ tốt của duyên sinh thiên tôn hy sinh mang đến, lại bước đệ tử cách thế của hắn lên đường cùng ha 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 vạn của tiên vương cười to khóe mắt có huyết lệ chảy ra ánh mắt lăng hàn uy nghiêm đáng sợ ra tay chộp tới thẩm gia tiên vương lão ra hỏa lấy lươn ép nhỏ rất thoải mái đúng hay không hiện tại cũng cho ngươi thoải mái một hồi thời gian của hắn có hạn thứ nhất hắc tháp không thể giúp đỡ hắn vẫn ở vào trạng thái này thứ hai hắc tháp xuất thế không bao lâu nữa sẽ đưa ba tên thiên tôn kia tới hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng thẩm gia tiên vương sắp khóc hắn làm sao có thể nghĩ đến Lăng Hàn lại còn có một chiêu như thế. Cũng đúng, ai tin tưởng khởi nguyên ma phương lại không phải át chủ bài mạnh nhất của Lăng Hàn. Hắn muốn trốn, có thể từ trong tay tiên vương tầng 9 đảo mạc, nhưng đối mặt sức chiến đấu tiếp cận cấp bậc chuẩn thiên tôn, chạy trốn căn bản là không hiện thực. Lăng Hàn vồ một cái, thẩm ra tiên vương liền lọt vào trong tay hắn. Hối hận không, Lăng Hàn hỏi, trong ánh mắt sát khí lẫm lẫm lạnh giá như băng. Hối hận, thẩm ra tiên vương gật đầu, quyết định hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn thực sự là hối hận chết mất, mình là tiên vương tầng 7, tại sao lại muốn làm người tích cực dẫn đầu, hiện tại được rồi, lại bị một tiên phủ cảnh nho nhỏ ở trước mặt mọi người nhục nhã. Lăng Hàn gật đầu, đột nhiên tay nắm chặt, đùng, thẩm ra tiên vương lập tức hóa thành bọt máu, ở trước mặt lực lượng cấp chuẩn thiên tôn, căn bản không đỡ nổi một đòn. chương 2507, giết tiên vương, soảng, nhất thời thiên lôi cuồn cuộn, có mưa máu tung bay, có vô tận đau thương lưu truyền thiên địa bi thương một tên tiên vương chết đi tiên vương tầng bảy liền chết mất như thế bé nhỏ không đáng kể hết cách rồi trước mặt thẩm ra tiên vương là một vị chuẩn thiên tôn chỉ là tầng bảy lại đáng là gì vừa nãy còn có bao nhiêu người đang kêu gào đứng ra cho ta nhìn một chút lang hàn giang hai tay cả người tắm rửa tiên vương huyết như một vị đại ma vương từ thượng cổ đi tới trong khoảng thời gian ngắn không một tiên vương dám nói tiếp tuy lang hàn xác thực hung hăng vẻn vẹn chỉ là một tiên phủ cảnh mà thôi, nhưng ai bảo hắn có một kiện thiên tôn cấp trí bảo, hơn nữa còn có thể thức tỉnh, cái này ngay cả tiên vương tầng 9 cũng phải nhượng bộ lui binh. Đầu kim loại, trước bắt người khai đao, lăng hàn phẫn nộ ra tay, chộp tới trọng kim tiên vương. Hừ, người cho rằng ta dễ bắt nạt sao, trọng kim tiên vương cười gần, thực lực của hắn ở trong hết thảy tiên vương tầng 9 xếp tới trung du, tuyệt không phải thẩm ra tiên vương có thể so sánh. Lăng Hàn vồ xuống một trường, trọng kim tiên vương vội vã lùi. Mặc dù trong miệng hắn nói rất hay, nhưng lại không biết kiêng kỵ Lăng Hàn đến cỡ nào, chuẩn thiên tôn A, tuyệt không thể địch lại được. Lăng Hàn tiến công, hiện tại hắn là tồn tại mạnh nhất toàn trường, sinh tử của bất luận người nào cũng ở trong một ý nghĩ của hắn. Có điều, hắn cũng có thể hiểu được ý nghĩ của đại bộ phận người bo bo giữ mình, không bị kích thích đến muốn đại khai sát giới, nhưng mấy người nhảy hung nhất là nhất định phải giết. Hắn triển khai thần thông, từng bước ép sát, có tiên vương tầng 9 gia nhập, giúp đỡ trọng kim tiên vương hóa giải nguy cơ, Tiên vương tầng 9 là trụ cột vững vàng của Thông Thiên Quan, bất luận cái nào cũng là sức chiến đấu cực kỳ quý giá, làm sao có thể trơ mắt nhìn chết ở trong tay Lăng Hàn. Nhưng Chuẩn Thiên Tôn quá mạnh mẽ, cường đại như ngứa Hư Tiên Vương cũng chỉ có phần thảm bại bỏ chạy, hơn nữa còn phải là toàn lực chạy trốn mới có thể thoát thân, tiên vương khác thì ngay cả tư cách chạy cũng không có. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ ba chiêu hai thức liền đánh đổ trọng kim tiên vương, một cước dẫm xuống, vị tiên vương tầng 9 này hóa thành bọt máu, xoảng trời giáng mưa máu, chúng sinh cùng nhau đau buồn. Quá kinh người, tiên phủ nho nhỏ lại giết chết tiên vương tầng 9. Tất cả mọi người thất sắc, cho dù lang hàn mượn lực lượng của hắc tháp, nhưng chiến tích như vậy vẫn cực kỳ kinh diễm. Không thể phục chế, thế gian lại có mấy món thiên tôn bảo khí. Sắc mặt hồng hoang âm trầm, hắn vạn lần không ngờ lang hàn lại cũng là truyền nhân của một vị thiên tôn, hơn nữa mạnh hơn hắn chính là cái gì, trong tay đối phương còn có thiên tôn bảo khí. Hắn không thể so sánh, có điều, trên mặt hắn không chút biến sắc, chỉ là dưới chân di động, muốn cấp tốc chạy đi. Lăng Hàn lấy ra át chủ bài, nhất định sẽ dẫn ba vị thiên tôn lại đây, vì lẽ đó hắn chắc chắn phải chết, hiện tại đương nhiên phải tránh né mũi nhọn, nếu bị Lăng Hàn giết chết cũng quá không đáng. Muốn đi đâu, Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện ở phía trước hắn, lấy ngữ khí lạnh lùng nói. Hồng hoang không khỏi biến sắc, hắn vốn muốn nhân lúc nhiều tiên vương vây công Lăng Hàn đào tẩu, không nghĩ tới Lăng Hàn ở trong trạng thái này còn giữ lại một con mắt cho hắn, để kế hoạch của hắn tuyên cáo thất bại sư phụ ta chính là phong tình thiên tôn Người không muốn tự tìm đường chết hắn lâm nguy không loạn uy hiếp lăng hàn lăng hàn không khỏi nở nụ cười không hoang ta cho rằng ngươi sẽ không sợ chứ không hoang hừ một tiếng là một người sẽ sợ chỉ là mỗi người đối mặt sợ hãi có phương pháp xử lý không giống có chính là quỳ xuống đất xin tha có thì bình tĩnh phân tích có là huyết dũng mà chiến hắn vừa nãy lời nói đúng mực hơn nữa cũng là lời nói thật có cái gì không thích hợp lăng hàn không nên sai lầm hồng hoang bình tĩnh nói hiện tại người đi còn có một tia hy vọng bằng không chắc chắn phải chết lăng hàn nhoẻn miệng cười nói ta không tin nếu hắn đã nghĩ đến sẽ xuất hiện cuộc diễn như thế thì làm sao có khả năng sẽ không nghĩ tới đường lui hắn ra tay chộp tới hồng hoang cút hồng hoang nổi giận gầm lên một tiếng chữ cút này lại hóa thành thực thể tỏa ra khí thế trí cao vô thượng lại có một tia thiên tôn chỉ uy. Đây là thủ đoạn của phong tình thiên tôn gia chỉ ở trên người hắn, là dùng để ở thời điểm nguy hiểm nhất bảo mệnh, ngay cả một đòn của tiên vương tầng 9 cũng có thể hóa giải. Nhưng mà, hiện tại hắn đối mặt không phải tiên vương tầng 9, mà là lăng hàn cấp bậc chuẩn thiên tôn. Oanh, bàn tay lớn của lăng hàn hạ xuống, chấn chiếc cút này đổ nát, bàn tay lớn hầu như không dừng lại, ẩm ẩm hạ xuống, một cái liền tóm lấy hồng hoang. Lăng hàn, có dám đánh nhau cùng cấp không? Hồng hoang giống to, hắn thật không cam lòng a à, đường đường đế tinh Đồ đệ thiên tôn, tiền đồ tương lai không thể đo lường, tuyệt đối có thể tiến vào hàng ngũ mạnh nhất tiên vực. Chiến muội muội ngươi, Lăng Hàn không có để ý tới, quay đầu lại đấm ra một quyền, đánh về phía một vị tiên vương tầng 9 muốn cứu viện hồng hoang. Sau khi đấm ra một quyền, hắn từng bước ép sát, muốn nhất cổ tác khí giết chết đối phương. Càng nhiều tiên vương ra tay ngăn cản, rồi lại nơi nào chống đỡ được Lăng Hàn, chỉ thấy tiên huyết điệp không, lần lượt từng tên tiên vương bị Lăng Hàn đánh giết, trời cao không ngừng hạ xuống mưa máu, căn bản không ngừng sắc mặt của hồng hoang càng ngày càng khó coi, lang hàn giết tiên vương tầng 9 như làm thịt chó, hoàn toàn không do dự, vậy so sánh với đó hắn lại tính là gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn cũng dừng lại ở tầng 9, hơn nữa còn là chuyện vô số năm sau này. Trận chiến này, thông thiên quan tựa như cũng bị đâm ra lỗ thủng, tiên vương chết đi lấy mấy chục tính, đều là mấy cái thích nhảy nhót nhất, muốn giao lang hàn cho dị vực xử lý. Vù, một luồng khí thế đáng sợ kéo tới, giữa bầu trời bị xé ra một lỗ hồng, một bóng người hiện lên, mang theo uy thế không cách nào hình dung. Xoảng, thiên địa tức giận, lôi đình như mưa, ầm ầm đánh về phía người kia, như diệt thế. Cái này cho dù là tiên vương tầng 9 cũng sứt đầu mẻ chán, nhưng người kia không thèm để ý, chỉ coi lôi đình như mưa bụi, ánh mắt đảo qua, ngôi sao run rẩy, phong vân xé rách, quá phi phàm. Phong tình thiên tôn, hắn xuất hiện, chương 2508, thiên tôn truy sát thượng. Sư phụ, hồng hoang lập tức kêu lên, trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần phong tình thiên tôn xuất hiện, như vậy tất cả đều có thể ung dung quyết định, hắn đương nhiên sẽ không chết. Thả người, phong tình thiên tôn từ tốn nói, nhưng tràn ngập uy thế trí cao vô thượng, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không tự chủ được mà thi hành theo. Đây là một loại lực lượng vượt qua quy tắc, lang hàn chỉ lạnh lùng nhìn phong tình thiên tôn, không có một chút kính nể, coi như không có hắc tháp, hắn cũng từng lĩnh hội qua lực lượng trên quy tắc, tuy không mạnh như phong tình thiên tôn, nhưng ở cấp độ của bản chất mà nói là tương đồng. Hắn lạnh nhạt nói, không thả, phong tình thiên tôn không nói gì, mà một tay thò ra, tóm tới lăng hàn, oanh, hắn vừa ra tay cũng đã đi tới trước mặt lăng hàn, nặng nề đè xuống. Xoảng, thiên địa lại nổi lên kinh lôi, vô số cự nhân lôi đình hình thành, đều là tầng 9, thậm chí vô hạn tiếp cận chuẩn thiên tôn, thật giống như ngự hư tiên vương, chỉ là số lượng này nhiều thái quá. Những cự nhân lôi đình này nhào tới, triển khai đánh mạnh về phía phong tình thiên tôn tiên vương tầng 9 lấy vạn tính A, thật đáng sợ. Chẳng trách trước đó ngự hư tiên vương nói, thiên tôn bị thiên địa ghen ghét, không cách nào tùy ý ra tay, xác thực, hắn chỉ hiện thân liền bị thiên lôi quấn quanh người, vừa ra tay càng bị thiên địa nhằm vào, hóa ra ngàn tỷ tiên vương tầng 9 vây công, khủng bố vô biên. Lăng Hàn vội vã lùi, chuẩn thiên tôn chỉ mang chữ chuẩn, làm sao có thể ngang hàng thiên tôn chân chính. Phong tình thiên tôn không sợ những cự nhân lôi đình kia, căn bản không đi chống đỡ, thân thể xông về phía trước, oanh oanh oanh, chỗ thân hình hắn đi qua, hết thảy cự nhân lôi đình đều bị đụng nát tan, căn bản không tạo thành một chút xíu thương tổn cho hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha nói, thiên tôn thì đã làm sao, tuyệt không phải là không gì không làm được. Đúng, hắn dùng sức nhéo, cái cổ của hồng hoang nhất thời bị hắn bẻ gãy, lực lượng quy tắc xung kích, thức hải của hồng hoang cũng bị đánh nổ, bị chết triệt đề. Lăng Hàn không có lập tức đánh giết hồng hoang, chính là muốn hoàn thành ở trước mặt phong tình thiên tôn, cho đối phương biết, cho dù là thiên tôn thì đã làm sao, tương tự có sự tình không cách nào làm được. Hắn dương tay vung một cái, vứt thi thể của hồng hoang ở một bên, sau đó thân hình lóe lên đã tiến vào hắc tháp, xèo, hắc tháp bạo phát hết tốc lực, bay về phía khu vực trung lập. Đi được sao, lại một âm thanh lạnh lùng vang lên, bầu trời xé rách, đi ra một tồn tại vô thượng, khí thế kinh người. Cửu ngũ thiên tôn, phong tình thiên tôn từ tốn nói giao nhiệt tử kia cho ngươi. Việc nhỏ, cửu ngũ thiên tôn gật đầu, nhanh chóng đuổi theo lăng hàn. Phong tình thiên tôn đưa tay về phía hồng hoang nói, trên đời này có sự tình bản tôn không làm được sao. Ha ha, trong tay hắn có hào quang phun trào, hóa ra một viên phù văn, tràn ngập sinh cơ. Soảng, giữa bầu trời lôi đình càng rực cháy, thật giống như nứt ra một cái miệng lớn, càng nhiều cự nhân lôi đình tuôn ra, như thủy triều giết về phía phong tình thiên tôn. Ta muốn ngươi sống, ngươi liền có thể sống, Ta muốn ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết, trời cũng không thể ngăn trở." Phong Tình Thiên Tôn từ Tốn nói, một bên ấn phù văn xuống, oanh, trong cơ thể Hồng Hoang nhất thời thả ra tia sáng chói mắt, viên phù văn kia hóa ra một hư ảnh, thu lại tiến vào trong thân thể Hồng Hoang. Tồn tại cấp bậc Tiên Vương có thể bắt giữ được, thần hồn của Hồng Hoang nguyên bản đã tan nát lại ở dưới một luồng lực lượng thần bí ngưng tụ, lần nữa tiến vào thân thể của hắn, đồng thời đang nhanh chóng hợp thành một thể. Trong nháy mắt, hết thảy Tiên Vương đều há to miệng khiếp sợ thất thanh. Người chết, đạo diệt, vừa nãy hồng hoang tuyệt đối đã hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm, phải biết hiện tại Lăng Hàn là chuẩn thiên tôn, muốn giết một tiên phủ còn không đơn giản sao. Ảch, à, hồng hoang phát ra một tiếng rên rỉ, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là mờ mịt, sau đó phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống với phong tình thiên tôn. Tạ ơn sư phụ cứu mạng, những tiên vương kia càng kinh hãi, quá kinh người, ngay cả bọn họ cũng không thể tin tưởng, lực lượng thiên tôn đạt đến mức độ cỡ nào thậm chí ngay cả người chết cũng có thể cứu sống có điều trong lòng bọn họ cũng có chút suy đoán đây chỉ hữu hiệu đối với người vừa mới chết tuy thần hồn đổ nát nhưng không tản ra quy về thiên địa bằng không ngay cả thiên tôn cũng không thể ra sức dù như vậy cái này vẫn cực kỳ khiếp sợ thủ đoạn nghịch thiên viên phù văn kia đến cùng là cái gì tiên vực có quy tắc như vậy sao xoảng một đạo nộ lôi đột nhiên đánh về phía hồng hoang cái này hoàn toàn vượt qua phạm vi của tiên phủ, đạt đến cấp bậc tiên vương. Hồng hoang khởi tử hoàn sinh hoàn toàn trái với quy tắc thiên địa, vì lẽ đó thiên địa muốn hạ xuống lôi phạt, xóa đi nhân vật như vậy. Phong tình thiên tôn vung tay lên, nhìn về phía bầu trời. Bản tôn muốn người sống, người giết không được, vạn tầng nhân quả, bản tôn đến kháng. Soảng, thiên địa càng thêm tức giận, liên tiếp hạ xuống nội lôi, nhưng mạnh nhất cũng chỉ có thể là tầng 9, bất qua số lượng quá nhiều, dù tiên vương tầng 9 mạnh hơn cũng sẽ bị dây dưa đến chết, nhưng đối mặt một vị thiên tôn, cái này là trò đùa. Non nữa ngày sau, thiên lôi biến mất, tuy thiên địa mạnh mẽ, nhưng phải dựa vào quy tắc làm việc, thiên phạt cũng chỉ có thể kéo dài nửa ngày, chịu đựng được, vậy thì coi như là đạt được thiên địa tán thành. Nói cách khác, hồng hoang thật sống lại, sẽ không bị thiên địa nhầm vào nữa. Thủ đoạn này, nghịch thiên, thực sự là nghịch thiên rồi. Hết thảy tiên vương đều lấy ánh mắt kính sợ nhìn phong tình thiên tôn, hầu như không có ai từng thấy thiên tôn ra tay, nhưng hiện tại chỉ thấy một chút uy năng, liền để bọn họ biết năng lực của thiên tôn vượt qua tưởng tượng cực hạn của bọn họ. Phong tình thiên tôn chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn về phía khu vực trung lập, lông mày đột nhiên cao lại. Oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến, một luồng lực xung kích không cách nào hình dung bao phủ, toàn bộ thông thiên quan kịch liệt run rẩy, từng khối từng khối gạch đá rơi xuống, thật giống như cũng bị phá hủy. Khi một đòn này đi qua, mọi người thình lình phát hiện, Xa xa xuất hiện một lỗ thủng to lớn, năng lượng kinh khủng từ đó sinh ra, chảy ngược về phía bầu trời, có thể nhìn thấy bên trong quy tắc hóa thành biển, liên miên bất tuyệt. Chương 2509, Thiên Tôn truy sát hạ. Khu vực trung lập biến mất rồi, bây giờ đã biến thành vòng xoáy năng lượng cuồng bạo. Vòng xoáy năng lượng như vậy, ngay cả Tiên Vương tầng 9 cũng không thể xông, nhất định sẽ bị thắt cổ, bởi vì cái này vượt qua quy tắc mà là thiên địa đang gầm thét. Lực lượng to lớn như vậy, e là thiên tôn cũng phải tránh xa, chẳng trách phong tình thiên tôn sẽ cao mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại nói lăng hàn điều khiển hắc tháp bay nhanh, xèo, tốc độ nhanh kinh người, tuy cửu ngũ thiên tôn xuất hiện, nhưng tiểu tháp trước liền hoàn toàn tự tin, mặc dù không cách nào ngang hàng thiên tôn, nhưng muốn trốn tránh thiên tôn truy sát lại không khó. Người chạy không được, cửu ngũ thiên tôn ra tay, âm thanh vẫn không có chuyển tới, tay đã ấn tới, càng đuổi sát phần đuôi của hắc tháp. Giống phong tình thiên tôn, hắn cũng bị vô số cự nhân lôi đình oanh kích, tuy không gây thương tổn được hắn, nhưng vẫn ảnh hưởng đến hắn ra tay, tốc độ của hắn. Một trường vỗ xuống, chỉ thấy hắc quang lấp lóe, hắc tháp hiểm mà lại hiểm chạy trốn ra, tiếp tục đi nhanh. Tiểu tháp tự tin không phải là thổi, cửu ngũ thiên tôn hừ một tiếng, trong lòng hắn có chút không thoải mái, luôn cảm thấy lăng hàn cùng mình có liên hệ nhân quả. Cho dù là thiên tôn, rời đi thời gian trường hà cũng bị chém ký ức, bởi vì đây là lực lượng thiên địa, chỉ cần ngươi còn đứng ở trong vùng thế giới này buông tay chiến một trận, nói rõ thực lực của ngươi không mạnh bằng thiên địa, vậy làm sao có khả năng đối kháng thiên địa đây? Với thiên tôn mà nói, cảm giác như vậy rất ít, nhưng nếu xuất hiện, hắn phải làm một cái rõ ràng. Cửu ngũ thiên tôn lại ra tay, chộp tới lăng hàn. Nhưng tốc độ của hắc tháp nhanh bực nào, chỉ lóe lên liền tiến vào khu vực trung lập. Oanh, đòn đánh này của cửu ngũ thiên tôn đánh vào trên thiên địa của khu vực trung lập, toàn bộ thiên địa nhất thời dung chuyển không ngớt, Thật giống như thủy tinh làm thành, lúc nào cũng có thể đổ nát. Dù ở trong hắc tháp, Lăng Hàn cũng phun ra một ngụm máu, hắn và khu vực trung lập là một thể, đối phương tổn thương, mình cũng tổn thương. Nhưng mà, hắn không chút do so dự ra hắc tháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn đã xuất hiện ở một đầu khác của khu vực trung lập, đầu giáp giới với thiên địa dị vực kia. Hình thể của hắn thay đổi, trên đầu sinh ra hai sừng, đuôi dài, hai chân biến thành hình móng bò, da rẻ đỏ chót mà khí thức của hắn cũng phát sinh kịch biến, cực kỳ yếu, nhưng cùng dị vực hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Đùng, hắn một cước vượt qua, tiến vào thiên địa của dị vực, mà thiên địa dị vực lại không phản ứng chút nào, cũng không nhầm vào. Đúng, xưa nay Lăng Hàn không có suy nghĩ qua tị nạn ở trong khu vực trung lập, hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui, kia chính là dị vực. Tại sao, thứ nhất tam giới tháp đã hiện, hắn kế tiếp nhất định sẽ bị thiên tôn truy sát, vậy nhiều nhất chỉ đạt đến thập nhất bí, vĩnh viễn vô vọng lại bước vào thăng nguyên cảnh, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ có trốn vào dị vực, đám người phong tình thiên tôn mới không cách nào truy sát vào, hơn nữa, coi như đuổi vào hắn cũng không sợ, quy tắc hai giới không giống, thiên tôn cũng không cách nào suy tính vị trí của hắn. Thứ hai, cấp độ quy tắc của dị vực cao hơn tiên vực, ở đây tu luyện, hắn có thể tăng sức chiến đấu của mình lên càng nhanh chóng. Đương nhiên, hắn hầu như chưa tiếp xúc qua quy tắc của dị vực, cần bắt đầu lại từ đầu, tỉ như hiện tại, tu vi của hắn đã rơi xuống tới sáng thế cảnh. Vì hoàn toàn che giấu thân phận, Lăng Hàn từ bỏ tất cả quy tắc tiên vực, sức chiến đấu của bản thân hắn đã hạ thấp vô hạn, thế nhưng, trong hắc tháp còn có quy tắc của tiên vực, tuy không chiếm được bổ sung, nhưng đủ để Lăng Hàn lấy ra, phát huy sức chiến đấu của nhị bí đế tinh, oanh oanh liệt liệt mà chiến đấu thật nhiều lần. Thứ ba, các nàng hổ nữ, nữ hoàng cũng có thể ở dị vực rèn luyện, nói không chắc có thể tái tạo cơ sở, bước vào hàng ngũ đế tinh. Lăng Hàn làm việc, chưa từng có dây dưa dài dòng, bởi vậy khi hắn làm ra quyết định, liền không chút do dự hành động hắn nhanh chân mà đi cái này đã là thiên địa của dị vực hoàn toàn hoang lương mà hiện tại hắn chỉ là cấp bậc sáng thế cảnh cũng chính là ngũ liên ở dị vực thực lực thấp đến đáng thương khá giống lúc trước hắn mới vừa tiến vào tiên vực có điều cảnh giới chân thực của hắn là tiên phủ cho dù trùng tu quy tắc dị vực tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh đến mức kinh người chỉ là cần làm ra một ít điều chỉnh rất nhỏ mà thôi hắc tháp không thể dùng không chiếm được lực lượng thiên địa của tiên vực bổ sung dùng một điểm ít một chút chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất vận dụng lang hàn thầm nói một bên nhanh chân mà đi thể thuật của hắn rất sớm liền đạt đến thăng nguyên cảnh tuy đây đối với sức chiến đấu tăng lên không có trợ giúp quá to lớn nhưng vào lúc này có tác dụng lớn cho dù không có lực lượng quy tắc giúp đỡ tốc độ của hắn cũng cực kỳ nhanh đủ để sánh ngang chảm chân nha đến nơi này phải nói là lục liên oanh ở sau người hắn khu vực trung lập run rẩy dữ dội để sắc mặt hắn trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Cửu ngũ thiên tôn còn oanh kích khu vực trung lập, thật giống như muốn mạnh mẽ xông tới. Một luồng khí thế đáng sợ dâng lên, ở bên dị vực xuất hiện một bóng người cao tới ngàn tỷ trượng, cả người có ngọn lửa quấn quanh, đáng sợ không thôi. Xích viêm thiên tôn, đạo huynh, người đây là ý gì? Xích viêm thiên tôn từ tốn nói, muốn phá hoại thỏa thuận giữa chúng ta sao? Cửu ngũ thiên tôn lập tức truyền tới thần thức, chuyên nhân của duyên sinh trốn vào khu vực này, bản tôn nhất định phải bắt được hắn nhưng nếu người phá hủy vùng thế giới này, tất nhiên sẽ phá hoại tính ổn định của đường núi hai giới. Xích Phiêm Thiên Tôn Trần Thuật quan hệ lợi hại, đạo huynh không nên quên theo đuổi của chúng ta còn có cái gì so sánh được? Cửu Ngũ Thiên Tôn hừ một tiếng nói, tiểu tử kia còn được khởi nguyên ma phương, hiện tại trốn vào khu vực này, nếu không nổ nát, có ai làm gì được hắn? Hả? Xích Phiêm Thiên Tôn sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới truyền nhân của duyên sinh Thiên Tôn cùng tiểu tử đạt được khởi nguyên ma phương lại là một người cơ duyên thật lớn, hắn nói, cửu ngũ thiên tôn gật đầu, hiện tại, người biết vì sao bản tôn muốn kiên trì diệt trừ hắn chứ? Vì phòng ngừa xuất hiện duyên sinh thiên tôn thứ hai, người này nhất định phải diệt trừ. chương 2510, vừa vào, xích viêm thiên tôn đồng ý, vậy cùng một chỗ phá hủy vùng thế giới này, cửu ngũ thiên tôn nói, một mình hắn đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng dù sao cần chút thời gian, mà hắn là không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ, bởi vì thời gian hắn xuất hiện càng lâu, phản vệ của thiên địa liền càng lợi hại, đến cuối cùng thậm chí sẽ bị thiên địa trực tiếp chân áp, đây là hắn cũng không thể chịu đựng. Oanh, hai đại thiên tôn đồng thời ra tay, oanh kích khu vực trung lập. Oa, ở nơi xa xôi, lang hàn không ngừng thổ huyết, chỉ cảm thấy thân thể muốn sụp đổ. Cũng còn tốt, ý nghĩ của xích viêm thiên tôn đều ở oanh kích khu vực trung lập. Bằng không chỉ cần tùy ý quét qua liền có thể phát hiện sự tồn tại của hắn, nói không chắc sẽ nhìn ra đầu mối. Non nữa ngày sau, oanh, Toàn bộ khu vực trung lập phá nát, Lang Hàn cũng hầu như phun ra một giọt máu cuối cùng trong cơ thể, suy yếu đến trình độ cực cao. Hắn lảo đảo tiến lên, muốn rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Hả, ô, oh, cửu ngũ thiên tôn cùng xích viêm thiên tôn đều phát ra tiếng kinh ngạc, bởi vì tuy đánh nổ khu vực trung lập, hóa thành vòng xoáy năng lượng cuồng bạo, nhưng không có nhìn thấy Lang Hàn từ bên trong trốn ra. Tiểu tử này có hắc tháp bảo vệ, lại là chủ của khu vực trung lập, khẳng định có thể ở trước khi thiên địa tan vỡ trốn ra được làm sao không có động tính gì đạo huynh người xác định tiểu tử kia tiến vào khu vực này xích phim thiên tôn hỏi đây là phí lời thiên tôn làm sao có khả năng nhìn lầm cửu ngũ thiên tôn lắc đầu nói lẽ nào ngươi không nhìn thấy tiểu tử kia trốn vào bên ngươi chưa từng xích phim thiên tôn lắc đầu nếu có một người tiên vực tiến vào nơi này vậy sẽ như thái dương trong bóng tối tuyệt đối không thể tránh được bản tôn cảm ứng cửu ngũ thiên tôn biến sắc tiểu tử kia đạt được khởi nguyên ma phương kia là giao hòa của thiên địa hai giới, tất nhiên sẽ mang theo một chút lực lượng quy tắc bên ngươi." Xích Phiêm Thiên Tôn sửng sốt một chút nói, "Ý của đạo huynh là tiểu tử kia đã tìm hiểu ra quy tắc giới ta, ngụy trang thành một thành viên giới ta. Nếu không thì tuyệt đối không thể giải thích việc này." Cửu Ngũ Thiên Tôn rất khẳng định nói, "Lăng Hàn trốn vào nơi này tuyệt không phải là vì chờ chết." "Được, bản tôn lập tức phát ra sắc lệnh, đuổi bắt tên tiểu tử kia." Xích Phiêm Thiên Tôn gật đầu cho dù hắn có thể tìm hiểu quy tắc của bản giới, nhưng tu vi tất nhiên cực kỳ yếu ớt, bản tôn sẽ giám sát thiên hạ, xuất hiện bất kỳ tình huống dị đoan nào cũng sẽ không tránh được tai mắt của bản tôn. Vậy thì phiền phức đạo huynh, cửu ngũ thiên tôn cười nói, đều là chân chính siêu thoát thiên địa, không cần khách khí. Xích viêm thiên tôn cũng cười cợt, sau đó quay người lại, thân ảnh khổng lồ biến mất. Nếu như có người tiên vực ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi đến biến sắc, cửu ngũ thiên tôn lại cùng thiên tôn dị vực cấu kết làm bậy, phảng phất như chi giao hảo hữu. Chẳng trách dị vực xâm lấn, ba tên thiên tôn chưa bao giờ ra tay, người ta là đạo huynh dài, đạo huynh ngắn mà xưng với nhau a. À. Mà lúc này, Lăng Hàn đã chạy đến một sơn thôn, kiến trúc ở nơi này tuyệt nhiên không giống tiên vực, dùng gỗ dựng thành gian phòng, khắp nơi có gậy vót nhọn cắm vào, thật giống như biến toàn bộ gian phòng thành con nhím. Ở đây cư trú đều là hình người, nhưng có mọc ra một sừng, có song sừng, tam giác, đây là khác biệt duy nhất. Lăng Hàn không vào trong thôn, mà ở trong ngọn núi phụ cận tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu khôi phục thương thế. Tất cả đan dược trong tay hắn đều vô dụng, hơn nữa, bất diệt thiên kinh cũng không còn tí tẹo tác dụng, bởi vì nó lấy chỉ là quy tắc của tiên vực, ở đây không thể thực hiện được. Cũng còn tốt, thể phách của Lăng Hàn thực quá kinh người, đây là chân thật, sẽ không bởi vì thiên địa không giống, thể phách sẽ chịu suy yếu. Hắn dựa vào thể phách của mình chậm rãi khôi phục, dù sao không phải bản thể bị thương, mà là bị thiên địa đổ nát phản phệ, điều này cần vẻn vẹn chỉ là thời gian hiện tại lăng hàn có rất nhiều thời gian hắn tiến vào hắc tháp bên trong đã đình chỉ gia tốc thời gian cái này sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng của hắc tháp ở đây liền thành một sự tình xa xỉ lăng hàn xảy ra chuyện gì hổ nữ liền vội vàng hỏi nữ hoàng đỡ hắn dậy dùng lồng ngực cực kỳ co giãn kiêu ngạo mê người của nàng để lăng hàn gối đầu lăng hàn cười cợt nói suýt chút nữa đánh nhau với mấy thiên tôn mọi người không khỏi đổ mồ hôi vị phu quân này thực sự là càng ngày càng có thể nói. Mấy nữ lưu vũ đồng cũng lại đây, Lăng Hàn nói tình huống bây giờ một chút, để chúng nữ kinh ngạc, các nàng lại đến dị vực. Không cần lo lắng, Lăng Hàn cười nói, lấy ra khởi nguyên ma phương, cái này nguyên bản đã cùng hắn hợp thành một thể, hắn căn bản không có cách nào lấy ra, bởi vì lực lượng của hắn to lớn hơn nữa cũng không thể ngang hàng thiên địa. Nhưng hiện tại khu vực trung lập đã phá hủy, khởi nguyên ma phương cũng thành vật dẫn lĩnh ngộ quy tắc hai giới thuần túy mọi người đều chuẩn bị tinh thần làm người dị vực nhiều năm đi cũng còn tốt chính là các nữ đều bước vào chảm trần nắm giữ tư cách tiếp xúc quy tắc thiên địa bởi vậy mọi người luân phiên cầm khởi nguyên ma phương cũng có thể tìm hiểu một vài thứ đáng tiếc chính là gia tốc của hắc tháp cùng luân hồi thụ đều không thể dùng tất cả những thứ này nói trắng ra chính là quy tắc chính là lực lượng thiên địa nhưng hai người đều căn cứ vào tiên vực bây giờ rời tiên vực thật giống như con cá rời nước thành bèo không dễ chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết lực lượng hắc tháp còn có tác dụng, chỉ ít có thể ẩn thân, vì lẽ đó tự nhiên không thể tiêu hao lực lượng, mất đi tác dụng trọng yếu nhất này. Tốn thời gian liền tốn thời gian đi, không vội. Một năm rồi lại một năm, chỉ ít 300 năm sau, lang Hàn mới rốt cuộc khôi phục thương thế, mà các nữ cũng ở trên lĩnh ngộ quy tắc hơi có một ít tiến bộ, nhưng cách có thể ngụy trang thành người dị vực, đường hoàng hiện thân lại không biết còn bao lâu nữa. Cũng còn tốt, thiên nhân kiếp mỗi cách 100 triệu năm mới sẽ đến một lần, các nàng còn không cần lo lắng một ngàn, ngàn, năm ngàn năm, ba vạn năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, Lăng Hàn cùng chúng nữ hưởng thụ nhàn nhã hiếm thấy, cuộc sống yên tĩnh, nếu không phải bọn họ còn có quá nhiều lo lắng, ngược lại thật sự định cứ như vậy qua cả đời. chương 2511, Chiết Phục, Lăng Hàn lộ ra nụ cười, ba vạn năm ngộ đạo, rốt cuộc toàn diện nền vững chắc cơ sở, nắm giữ tư cách xung kích chảm trần Đến đây đi, hắn ra hắc tháp, bắt đầu xung kích chảm trần Bởi vì trên thực tế hắn đã sớm bước vào chảm trần tương đương với chém xuống tu vi luyện lại bởi vậy hắn không cần phải đi bí cảnh chảm trần gì tu vi vừa đến tự nhiên liền có thể sung kích chỉ ba ngày mà thôi hắn liền lần thứ hai trở thành chảm trần soảng thiên địa kinh lôi một mảnh mây đen dày đặc lại đây có chớp giật đan dệt lăng hàn hét dài một tiếng thân hình phóng lên trời bắt đầu đón đánh thiên kiếp đây là thiên kiếp của dị vực lăng hàn cảm thấy vô cùng hứng thú phải cố gắng trải nghiệm một hồi oanh một đạo chớp giật tráng kiện bổ xuống như một thanh thiên kiếm. Lăng Hàn ra quyền đón nhận, vừa mới tiếp xúc, ở trong lòng hắn gật đầu, thiên kiếp của dị vực mạnh hơn tiên vực, bởi vậy, đánh nhau cùng cấp, võ giả dị vực càng mạnh hơn một chút. Chẳng trách những đế tinh như thích thiện tử, hồng hoang đều không phải đối thủ của thiên kiêu dị vực, chỉ có vũ hoàng, kỷ vô danh còn có hổ nữ ngoại lệ, bởi vì bên tiên vực ở trên tiên thiên liền rơi vào hạ phong. Người dị vực luôn nói tiên vực là vị diện siêu hạ đẳng, đây quả thật là không sai vậy dị vực lại xem như là vị diện đẳng cấp nào. Lăng Hàn lẩm bẩm hiện tại ta đúng là hiếu kỳ, thiên kiếp của dị vực lại tốn thời gian rất lâu, gần như 8 canh giờ, khi thân hình Lăng Hàn hạ xuống, hắn đã là nhất chảm. Nhất chảm, Lăng Hàn gật gù, nếu như bây giờ ta trở về tiên vực, có thể ung dung đánh ngã tam chảm. Cái này cực kỳ bất phàm, bởi vì chảm thiên địa cũng chỉ có thể xưng hoàng, ngũ chảm mới có thể là đế, hiện tại Lăng Hàn mới nhất chảm, tự nhiên vẫn không có tiến vào cấp bậc đế giả, nhưng có thể vượt hai cảnh giới nhỏ chiến thắng quả thực khó mà tin nổi lực lượng quy tắc của tiên vực xác thực không bằng dị vực nhưng không phải bị toàn diện áp chế mà là còn có chỗ thích hợp hai người bổ sung sức chiến đấu của ta mới sẽ mạnh như vậy lang hàn hết sức hài lòng tuy hắn bị ép vào dị vực nhưng kỳ thực cũng không thể nói là một chuyện xấu chờ thời điểm hắn lại về tiên vực e là kỳ vô danh cũng không phải đối thủ đánh nhau cùng cấp với hắn cũng nên đi chỗ xa hơn nhìn lang hàn nhanh chân đi tới qua lại ở trong thiên địa dị vực rộng lớn, lãnh hội phong tình của vùng thế giới này. Trên thực tế, bản thân thiên địa không phân thiện ác, chân chính tiến vào vùng thế giới này, sẽ phát hiện vẻ đẹp của vùng thế giới này, chỉ là ở dị vực, sinh linh hình người đều là đuôi trâu mọc sừng, mãnh thú thì như côn trùng mà thôi. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy run dài to lớn ở trong vùng rừng rậm leo qua, bắt xiết con muỗi, con ruồi, bọ rùa to lớn, bá chủ bay lượn bầu trời cũng không phải hùng ưng, mà là bướm bay, con rán, thảm thực vật nơi này cũng có chút đặc thù, lấy màu đen làm chủ, thậm chí, nước sông chạy trồm cũng thiên hướng hắc thủy, khiến người ta hoài nghi đây rốt cuộc có thể uống hay không. Lăng Hàn lắc đầu, lẩm bẩm nói, nếu nha đầu hổ nữ biết rồi tất nhiên sẽ rất thương tâm, bởi vì nơi này không có thịt cho nàng ăn. Ba năm sau, hắn đi ra cánh đồng hoang vu này, phía trước xuất hiện tòa thành thị dị vực thứ nhất. Ô ản ứng đầu tiên của hắn là, đây thực sự là một thành thị sao, vốn là một cái ổ chim. Có điều, cái ổ chim này cũng thật hùng vĩ to lớn, chắc chắn sẽ không nhỏ hơn thành thị của tiên vực. Trộn lẫn vào xem xem, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lăng Hàn không có lập tức hành động, mà quan sát người vào thành khác, hắn phải biết vào thành cần bỏ ra cái giá gì, vạn nhất muốn đồ vật tương tự với tinh thạch mà hắn không bỏ ra nổi, không phải muốn người hoài nghi sao? Hắn tuyệt không tin tưởng Thiên Tôn Dị vực sẽ mặc hắn du lịch ở đây. Nhìn một hồi, hắn hiểu rõ Dị vực sử dụng tiền kỳ thực không khác biệt tiên vực bao nhiêu, cũng là tinh thạch nhưng hai giới thiên địa không giống tinh thạch kỳ thực cũng không giống nếu như lăng hàn lấy ra tinh thạch của tiên vực vậy chính là đang nói mình đến từ một thế giới khác cũng còn tốt trước giết thật nhiều tiên vương dị vực ta cũng thu hoạch lượng lớn tinh thạch dị vực lăng hàn nghênh ngang đi qua lục liên ở dị vực là vừa bước vào hàng ngũ cường giả hắn lấy ra tinh thạch ném đi thủ vệ căn bản không dám nói cái gì cung kính mời hắn vào thành đây là một thành thị lấy nhân loại chủ đạo khắp nơi là người hai chân đứng thẳng mà đi chỉ là trên đầu mọc sừng Phía sau cái mông kéo một cái đuôi mà thôi. Lăng Hàn tìm Tử Lâu, sau đó ngồi xuống chậm rãi uống rượu, nghe mọi người nói chuyện phiếm. Tử Lâu, Vĩnh Viễn là địa phương tìm hiểu tin tức nhanh nhất. Quả nhiên, hắn thành đối tượng truy nã, Dị vực Thiên Tôn phát ra thiên tôn lệnh, động viên toàn bộ người của Dị vực tìm tòi một tên tiên vực xâm nhập. Trong thiên tôn lệnh nhắc tới, người này nắm giữ công pháp của Dị vực, vì lẽ đó phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào cũng phải báo cáo. Không giống tiên vực chính là người ở nơi này bình thường đến đâu cũng biết thiên tôn tồn tại, là thần linh trí cao vô thượng, thành kính cúng bái, có thể thu được bổ trợ sức chiến đấu. Lăng Hàn bừng tỉnh, những tà giáo ở tiên vực kia, thờ phụng hẳn là thiên tôn dị vực, loại lực lượng này thực sự là mạnh mẽ, lại có thể sử dụng ở tiên vực. Lực lượng tín ngưỡng, hắn đột nhiên nghĩ đến, đây là một loại lực lượng độc lập với thiên địa, do dân tâm sinh ra, không thuộc về thiên địa. Chẳng trách có thể vận chuyển ở tiên vực, gặp phải truy nã, hắn thầm nói tuy ta dùng quy tắc của dị vực ngụy trang mình, nhưng không giống khi thiên thuật, e là cường giả cửu liên liền có thể nhìn ra nội tình của ta. Vì lẽ đó, ta nhất định phải tránh tao ngộ những cường giả này. Ở tử lâu đợi cả ngày, lúc này Lăng Hàn mới rời đi, sau đó ở trong thành tìm kiếm phòng tu luyện thời gian. Khoan hãy nói, tuy đẳng cấp của thành thị này không cao lắm, nhưng thật sự có nơi như thế, nhưng hiệu quả gia tốc chỉ có gấp 10 lần. Cái này đã rất bất phàm, bởi vì tòa thành này tương đương với cấp bậc nhất tinh ở tiên vực. Ở tiên vực, thành lớn nhất tinh làm sao có khả năng có phòng tu luyện thời gian, kia là thành lớn tứ tinh mới có thể bố trí. chương 2512, Ác Ma, Thiên Sứ Lăng Hàn đi nơi ấy, tuy gấp 10 lần ra tốc chậm đáng thương, nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có. Hắn chuyên tâm khổ tu, tiến cảnh như bay. Hắn đứng ở độ cao của tiên phủ, trùng tu chảm trần chỉ cần bù đắp quy tắc mà thôi, lại thêm còn có khởi nguyên ma phương, tốc độ không nhanh liền kỳ quái. Bởi vậy, chỉ 3.000 năm sau, Lăng Hàn một lần nữa đi tới ngũ trảm. Các nữ hổ nữ cũng lục tục đột phá trảm trần. Hết cách rồi, trước các nàng không có phí công phu đi phỏng đoán quy tắc của dị vực, hơn nữa luân phiên sử dụng khởi nguyên ma phương, tự nhiên không thể so với Lăng Hàn. Có điều là, bước vào trảm trần là tốt rồi, các nàng có thể che giấu thân phận, tự do hoạt động ở dị vực. Hiện tại Lăng Hàn cùng người dị vực hoàn toàn không có khác biệt, trên chắn có một đóa hoa sen sáu cánh, phía dưới lại có năm mảnh lá cây. Đây là tiêu chí tu vi trực quan nhất của võ giả dị vực, sáu cánh đại biểu hắn là chảm chân cảnh, mà năm lá thì lại nói rõ hắn hoàn thành ngũ chảm. Đương nhiên, hoa sen có thể thu lại, không để người ta nhìn thấy cũng có thể. Các nữ hổ nữ bước vào chảm trần tốc độ tu hành lập tức tăng nhanh, đại cảnh giới là một cửa ải, hơn nữa còn là từ tiên vực chuyển biến đến quy tắc dị vực, thật quá khó khăn. Chỉ khi nào vượt qua, phía trước chính là một con đường bằng phẳng. Đương nhiên, các nữ lưu vũ đồng nguyên bản chỉ là nhất chảm, khẳng định không thể so với hổ nữ, nữ hoàng cùng nhu yêu nữ. Lăng Hàn quyết định chuyển sang nơi khác, tốc độ tu luyện gấp 10 lần bổ trợ quá thấp, hắn lại không thiếu tiền, lúc trước thu lấy vô số gia sản của tiên vương, hiện tại hắn chỉ muốn tiêu xài. Hắn trước tiên đại thể tìm hiểu tình huống của dị vực của một chút, sau đó xuất phát lên đường, đi tới phong hỏa thành. Đây là một tòa thành lớn ngũ tinh, có phòng tu luyện thời gian cao tới 500 lần. Ở Lăng Hàn xem ra, làm sao cũng phải mau chóng khôi phục tu vi lại tiên phủ cảnh. Hắn cố ý mua chiếc xe ngựa thay đi bộ, lần đi phong hỏa thành này cũng cần 3 năm, vậy là tuyệt đối không thể lãng phí. Hơn nữa, hắn còn dùng giá cao chế tạo xe ngựa thành phòng tu luyện thời gian, thực sự là nửa điểm thời gian cũng không lãng phí. Ra khỏi thành, một đường hướng bắc, Lang Hàn rất nhanh phát hiện, dị vực ngoại trừ quy tắc hắc ám ra, còn có một loại quy tắc. Quy tắc quang minh, quang minh cùng hắc ám đối lập, hoàn toàn không hợp, địa phương có quang minh tất nhiên không có hắc ám, địa phương có hắc ám sẽ không có quang minh so với nước cùng hỏa còn muốn đối lập, hoàn toàn không có khả năng cùng tồn tại. Thời điểm lang Hàn cảm ứng được quy tắc quang minh, cũng tiến vào một khu vực hoàn toàn khác nhau. Sinh linh hình người nơi này hầu như không khác biệt người tiên vực, chỉ là tai đặc biệt dài nhọn, hai mắt như mặt trời nhỏ phát sáng, đỉnh đầu càng có một vầng sáng, tỏa ra tia sáng hoặc nhu hòa hoặc chói mắt, sau lưng mọc ra một đôi lớn cánh màu trắng. Mà động vật nơi này cũng không còn là côn trùng, mà đồng dạng là động vật mọc ra cánh, có hổ, có ngựa, có trâu, cho người một loại cảm giác nhu hòa, thân cận. Có điều, khu vực này đối với Lăng Hàn mà nói không dễ chịu, quy tắc hắc ám trong cơ thể thật giống như tuyết động gặp phải ngọn lửa, đang cấp tốc thiêu đốt, để hắn vội vã điều khiển xe ngựa chạy xa khu vực này. Hắn bừng tỉnh, chẳng trách ở biên quan không nhìn thấy một sinh linh như vậy, bởi vì quy tắc hắc ám và quang minh không thể cùng tồn tại, vì lẽ đó hắn cũng thẳng đến lúc này mới phát hiện có quy tắc như vậy. Địa phương thật cổ quái, thực sự là kỳ quái, cũng còn tốt, Khu vực này không lớn, Lăng Hàn đi vòng qua, sau đó hắn liền phát hiện, nơi này có chút khu vực không giống quy tắc hắc ám hoặc quy tắc quang minh, thật giống như khu vực trung lập. Ở đây, Lăng Hàn nhìn thấy sinh linh trên đầu mọc sừng, có mang cánh rơi, cũng có sinh linh đỉnh đầu phát sáng, lưng mọc cánh chim, song phương trời sinh đối đầu, tuy không đến nỗi quyết đấu sinh tử, nhưng tuyệt đối không hiếu hảo. Lăng Hàn hỏi thăm một chút, mới biết sinh linh trên đầu mọc sừng bị gọi chung là ác ma tộc mà những da hỏa trên đầu có vầng sáng, trắng nõn thì được xưng là thiên sứ tộc. Còn sinh linh hình dán cùng côn trùng được gọi là trùng tộc, trùng loại thú trong khu vực quang minh thì được gọi là thánh thú. Hắn lại đi mấy ngày, đột nhiên nhìn thấy phía trước có thần quang ngút trời, trong không khí có hương vị nồng nặc, để lỗ chân lông của hắn đều mở ra, nguyên lực trong cơ thể dục già dục dịch, thật giống như muốn vũ hóa thăng tiên. Tiên dược, ánh mắt hắn sáng lên, đây là có một cây tiên dược sắp xuất thế. Hơi suy nghĩ, hắn quyết định đi xem thử một chút liền thu xe ngựa vào hắc tháp các nữ cũng không có người nào đi ra đều ở trong hắc tháp hắn thì bước ra hai chân chạy về phía trước đó là một ngọn núi không cao lắm phóng tầm mắt đánh giá có thể nhìn thấy đỉnh núi mà thần quang thì từ giữa sườn núi phóng ra đứng lại lang hàn đang muốn lên núi lại bị người ngăn trở hắn nhìn sang đó là một thanh niên loại hình mọc sừng ạch cùng hắn hiện tại là một cái đạo đức trên mặt che kín vẻ khinh thường chư vị đại nhân đang thưởng trà luận đạo, xem xét thần hoa, người cũng xứng tham gia trò vui. Thấy Lăng Hàn tựa hồ có hơi ngốc, hắn lần thứ hai quát lên. Còn không cút, chẳng lẽ muốn để ta ra tay? Nói xong, trên trán của hắn hiện ra một đóa hoa sen, sáu cánh bốn lá. Lăng Hàn không khỏi bật cười, tuy dị vực cùng tiên vực đối lập, trên thực tế sinh linh hai giới thật không hề khác gì nhau, mọi người chỉ là bề ngoài có chút không giống, tu quy tắc có chút không giống, lòng người, nhân tính thực sự là tương đương. Người còn dám cười, người trẻ tuổi này quát lên, nở nụ cười thì thế nào? Trong một tiếng lạnh lùng chế giễu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa nhanh chóng đi lại, sau đó im bặt, cước lực chính là một con ngựa trắng cực kỳ thần tuấn, mọc ra cánh chim trắng như tuyết. Lời này là phu xe nói, cũng là người trẻ tuổi, tương tự có cánh chim trắng như tuyết, trên đầu mang vầng sáng, hai mắt như điện. Long đồ, người trẻ tuổi lúc trước lộ ra vẻ kiêng dè, hóa ra là Vân Hà tiên tử đến, thất kính, thất kính, biết rồi còn chưa cút, phu xe long đồ xem thường nói long đồ ta kính chỉ là vân hà tiên tử không phải ngươi người trẻ tuổi lúc trước nói chương 2513, bách quả thụ tháp lạp đại nhân nhà ta nổi danh cùng vân hà tiên tử người đắc ý cái gì long đồ cười ngạo nghễ tháp lạp làm sao có thể ngang hàng tiên tử nhà ta thực sự là ngựa không biết mặt dài cuồng ngạo người trẻ tuổi lúc trước lập tức ra tay nhảy về phía xe ngựa lớn mật oanh một bàn tay từ trong buồng xe vỗ ra minh khiết như ngọc, nhưng mang theo uy lực đáng sợ, oanh, người trẻ tuổi kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng có vết máu loang lổ. Long đồ, lên núi, trong buồng xe lại truyền ra âm thanh, lanh lảnh dễ nghe, nhưng cũng mang theo kiêu ngạo vô hạn. Vâng, Long đồ cung kính đáp một tiếng, ánh mắt đảo qua người trẻ tuổi trên đất, trên mặt mang theo nụ cười khinh bỉ, sau đó rung roi ngựa, nhất thời, xe ngựa một lần nữa chạy lên núi. Người trẻ tuổi kia bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt có vẻ âm vụ ánh mắt hắn đảo qua, thời điểm nhìn thấy lăng hàn, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, quát lên. Ngươi nhìn cái gì vậy, sống thiếu kiên nhẫn sao? Hắn bị một bụng oán khí, lại biết căn bản không thể báo thù vị vân hà tiên tử kia, điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu, muốn tìm một người đến tắt cơn giận này. Lăng hàn cười còn nói, ta chỉ là đi ngang qua, trêu ai chọc ai a? À? Chọc ta, người trẻ tuổi ra tay, tóm về phía lăng hàn, vù, năm ngón tay hóa thành lưỡi đao, đòn đánh này không phải vì bắt lăng hàn, mà là muốn câu hồn đoạt mệnh. Lăng Hàn nguyên bản không có nửa điểm hào cảm với người dị vực, người này lớn lối như thế tự nhiên cũng hiện ra sát ý, tiện tay một đòn, soạt, một ánh kiếm dâng lên, phốc, cánh tay phải của người trẻ tuổi này liền bị hắn chém ra. Nếu không phải mình đang bị truy nã, Lăng Hàn sẽ không khắc chế như vậy, sớm đã muốn mạng người này. a à, người trẻ tuổi kia kêu thảm một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, đồng thời che kín không thể tin tưởng, người trẻ tuổi trước mặt bề ngoài xấu xí này lại có thực lực mạnh như thế. Lăng Hàn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, điềm nhiên nói. Lại muốn dây dưa, liền chém không tha, người trẻ tuổi kia tàn nhẫn nhìn Lăng Hàn, nhưng không dám nói cái gì nữa. Hắn không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết mình cùng Lăng Hàn tranh lệch lớn đến mức nào, lại muốn cậy mạnh nói lời hung ác gì, chỉ có tự dước lấy nhục. Hắn quay đầu liền đi, lên núi, hẳn là đi gây xích mích. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, trên núi có tiên dược, mà nếu như hắn muốn thò một chân vào, tất nhiên phải chiến đấu với chủ thượng của người trẻ tuổi kia, ngược lại cũng không để ý hắn đi kêu cha gọi mẹ. Hắn tự nhiên không sợ, lại không phải không có từng gặp đế tinh dị vực, cùng lắm hắn từ trong hắc tháp lấy ra lực lượng quy tắc của tiên vực, làm một vố lớn, sau đó trốn A. Đương nhiên, đây là hạ sách, lần này tiến vào dị vực không chỉ vì tránh né tiên vực thiên tôn truy sát, nhiệm vụ càng trọng yếu là ở dị vực mài rũa mình càng mạnh hơn. Lăng Hàn tìm hiểu quy tắc của hai giới, tương tự là quy tắc thời gian dị vực càng thêm toàn diện ví dụ đơn giản quy tắc của dị vực cùng tiên vực giống như hai tòa nhà một cái do đá xây thành một cái khác là gỗ như vậy đồng dạng có thể cho người ở nhưng hiệu quả phòng ngự là tuyệt nhiên không giống bởi vì mình từng là chúa tể của một giới đối với chuyện này lăng hàn có lý giải càng sâu kia chính là vì cấp độ thiên địa của dị vực xác thực cao hơn tiên vực bởi vậy quy tắc mới sẽ càng thêm toàn diện nhẵn nhụi phong phú thậm chí có hạn mức tối đa càng cao hơn Lăng Hàn đã sớm chú ý tới, chính là thời điểm xích viêm thiên tôn xuất hiện, hắn không bị thiên lôi đánh. Thiên tôn vượt qua quy tắc, thiên địa bất dung, vừa xuất hiện sẽ bị thiên địa căm hận, ra tay sẽ gặp phải phản phệ, cửu ngũ thiên tôn, phong tình thiên tôn không ai không chứng minh điểm ấy. Nhưng ở trên người xích viêm thiên tôn lại không nhìn thấy cái này. Tại sao, không phải là bởi vì cấp độ của dị vực càng cao hơn, có thể chứa đựng thiên tôn sao? Lăng Hàn không thể kết luận, bởi vì xích viêm thiên tôn có khả năng là ngoại lệ duy nhất, cũng có khả năng hắn nắm giữ bí pháp gì, cần càng nhiều ví dụ thực tế đến chứng thực suy đoán này. Vừa suy nghĩ, hắn vừa nhanh chân đi lên núi. Ngọn núi này không cao, nhưng cực kỳ nguy nga, khí thế hào hùng, có một loại đại khí không nói ra được. Lăng Hàn đi tới, trong lòng bay lên một luồng cảm giác cổ quái, thật giống như có một luồng lực lượng thần bí muốn hắn quỳ xuống, thành tâm quỳ lại. Hắn hừ một tiếng, tốt xấu gì cũng đã làm chủ của thiên địa, lòng dạ lớn cỡ nào, há có thể quỳ lại bất luận người nào. Có điều, trên đường núi hai bên có rất nhiều người quỳ đầy mặt thành kính thậm chí cuồng nhiệt lang hàn có chút ngạc nhiên chẳng lẽ ngọn núi này còn có bí ẩn gì đáng tiếc hắn mua địa đồ đơn sơ chỉ có thể tra được tên của đại sơn sông lớn còn ngọn núi này quá nhỏ căn bản ngay cả vẽ cũng không vẽ ra được dọc theo đường đi người quỳ càng ngày càng nhiều nhưng không ngoại lệ đều là lục liên cũng chính là trảm trần vừa có ác ma tộc cũng có thiên sứ tộc nhưng trùng tộc thánh thú đều lấy thân phận vật cưỡi xuất hiện tu vi ở khoảng tứ liên, ngũ liên. Lăng Hàn rõ ràng, giống như tiên vực, ở giới võ đạo chiếm cứ vị trí chủ đạo vẫn là người, thú loại chỉ có tu đến cảnh giới rất cao, mới có thể thoát khỏi hình tượng vật cưỡi hoặc hung thú. Nơi này có áp lực rất lớn, là quy tắc biến thành, Lăng Hàn tỉ mỉ phỏng đoán một hồi, phát hiện còn rất có giá trị tham khảo, nhưng so với khởi nguyên ma phương vẫn không bằng, thực sự chỉ có thể tham khảo một chút. Chiếu nói như vậy, nơi này là thánh địa gì sao? Người quỳ trên mặt đất không chỉ là cúi chào, càng nhiều người hơn là đang ngộ đạo. Núi không cao, nhưng bởi vì có uy thế, Lăng Hàn đi cũng không quá nhanh, qua một nén hương thời gian, hắn mới đến trên đỉnh núi. Đây là một bình đài to lớn, trong ngoài vây quanh chỉ ít mười mấy vòng người, người bên ngoài khẳng định nhiều nhất có hơn 200, vòng tròn tận cùng bên trong thì chỉ có 11 người. Mà ở chính giữa bình đài, lại có một cây tiên thụ màu tím, phía trên kết trái cây đầy đủ các loại kiểu dáng, có hình người, có hình thú, có hình côn trùng, không có một quả tương đồng. Lăng Hàn Liệt kê một hồi, trái cây kia tổng cộng có 108 cái. Ân, hợp đủ số lượng bắt đầu địa sát, quả nhiên, tiên dược tuyệt không mọc loạn. Chương 2514, đế phi thượng. Hắn đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy xe ngựa của Vân Hà tiên tử đứng ở trên đỉnh ngọn núi, hiện tại Long Đồ đang ngồi ở địa phương phía ngoài xa nhất, mắt ngoác ngoác nhìn cây tiên thụ kia, thật giống như hy vọng lấy được trái cây ở trên đó. Tại sao không đi hái? Lăng Hàn rất nhanh rõ ràng, dưới cây có một phù văn to lớn, mơ hồ có ánh sáng lấp lóe, khiến người ta run sợ. Đây là phù văn cấp bậc tiên vương, khả năng đạt đến cấp bậc tầng 9, cũng chính là thập bát liên. Kỳ quái, nếu thập bát liên vương bày xuống phù văn, tại sao còn có nhiều người dám đến như vậy, chẳng lẽ còn muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ hay sao? Sao còn đứng ở nơi đó, mau mau tìm một chỗ ngồi xuống, không biết nơi này chính là thánh địa sao? Có người quay đầu lại nhìn lăng hàn quát, đây là người ngồi ở hàng phía ngoài xa nhất, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, bởi vì Lang Hàn đứng ở sau lưng hắn, cho hắn một loại cảm giác buồn bực không thôi. Lang Hàn cười ha ha, hiện tại hắn không dò rõ, rõ tình huống, liền chen ở bên ngoài, cùng người kia ngồi chung một chỗ. Người này là thiên sứ tộc, tướng mạo đặc biệt anh tuấn. Lang Hàn bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ, rất nhanh thăm dò rõ, rõ ràng tình huống của người này. Hắn gọi An Tuấn, chính là hạ nhân của một thiên kiêu, nhân vật tương tự như Long Đồ lần này cũng là theo chủ nhân đến. Nguyên bản hắn là không có khả năng tới nơi này, hoàn toàn là nhờ phúc của chủ nhân. Mà ngọn núi này tên là Hận Sơn, chính là một vị thập bát liên vương ở sau khi đắc đạo bầy đại thủ đoạn, gieo xuống một cây tiên dược, tên là Bách Quả Thụ, mỗi cách 10 tỷ năm mới nở hoa một lần, sau đó kết quả, nhưng lại cần 10 tỷ năm mới thành thục. Thời điểm nở hoa, nơi này sẽ trở thành thánh địa võ đạo, trong mùi hoa chứa đựng quy tắc đại đạo, mà sau khi kết quả, cả cây tiên dược sẽ đại đạo hóa hình tương tự có thể đưa đến tác dụng mộ đạo nhưng quý giá nhất đương nhiên vẫn là trái cây ăn một cái liền có lợi ích to lớn nhưng mà tiên dược được ra chỉ vô thượng đạo tắc không cách nào dễ dàng hái không phải là không thể hái mà là hái cực kỳ khó khăn đây là vì cường giả kia ban thưởng hậu nhân tương tự cũng là một loại thử thách muốn lấy được có thể xem bản lãnh của ngươi tại sao nơi này chỉ có thể nhìn thấy lục liên đó là bởi vì vị cường giả thập bát liên này quy định như vậy chỉ có lục liên mới có thể lên núi những người khác không được cao hơn hay thấp hơn cũng đừng nghĩ đến tham gia trò vui bách quả thụ này kết trái chỗ dùng lớn nhất chính là giúp võ giả bước ra ngũ trảm đương nhiên chỉ là trợ giúp không phải nhất định thành công thậm chí tỷ lệ thành công không đủ một phần trăm nhưng cái này đã đủ kinh người chỉ ít có thể để người ta nhìn thấy một chút hy vọng lang hàn kinh ngạc dị vực còn có thứ này phải biết ở tiên vực chỉ có thiên đạo ngọc mới có năng lực như vậy nhưng cần một kỷ nguyên mới có thể xúc tích so sánh với đó. Dị vực quả thực chính là biến thái A, chẳng trách đế giả đế tinh ở dị vực càng nhiều, là bởi vì vùng thế giới này quá tốt, quả thực phúc lợi tràn đầy. Lăng hàn tim đập thình thịch, các nàng lưu vũ đồng đều không phải tư chất của đế giả, nguyên bản là tuyệt đối không thể ngũ chẳng, nhưng nếu như đạt được tiên quả của bách quả thụ, liền có một chút khả năng đột phá. Tuy chỉ có một chút, nhưng đáng giá thử một lần. Có điều hiện tại còn chưa tới thời điểm trái cây thành thục, mọi người đều đang đợi, mà trong quá trình trái cây thành thục, có thể từ trong đó tìm hiểu đến thiên địa diễn biến huyền bí, tương tự chỗ tốt kinh người. Bởi vậy tiểu nhân vật như Long Đồ cũng ngon men tới, ngồi ở một bên quan sát. Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi ngồi ở một bên, hắn cũng không để các nữ đi ra, bởi vì các nàng nắm giữ quy tắc ở dị vực còn tương đối kém, có thể giấu giếm được lục liên hay không cũng không nhất định, vì lẽ đó vẫn là trước tiên ở trong hắc tháp đi. Hắn lĩnh giáo người kia, phải làm sao mới có thể thu lấy trái cây của bách quả thụ, Ngươi, người kia lộ ra vẻ ghét bỏ, ngươi tỉnh lại đi, chúng ta có thể tới nơi này cũng đã là vận may ngất trời, không cần có ý nghĩ xa vời gì. Hắn nói một hơi, trước tiên giáo dục lăng hàn một trận, sau đó mới nói tới biện pháp thu lấy trái cây, kia chính là vận chuyển lực lượng quy tắc, xúc động trái cây, bởi vì có 108 trái, trong mỗi một trái đều có quy tắc đặc thù, dưới cộng hưởng liền có thể thu lấy. Có điều khó là khó ở chỗ cộng hưởng này. Tại sao tất cả mọi người có thể dựa vào trái cây có một tia hy vọng đột phá ngũ trảm, chính là bởi vì 108 trái cây đối ứng đạo khác nhau, đều có thể áp dụng với mỗi người. Lăng Hàn nhìn chằm chằm bách quả thụ, dưới ngưng thần chỉ thấy quả nhiên có từng tia từng tia khí thức tiên đạo bốc hơi, diễn hóa thành đủ loại hình thái, trình bày đại đạo chân giải. Hắn tham khảo, phát hiện đây quả thật là rất có tác dụng, để hắn có lý giải càng sâu đối với quy tắc của dị vực. Thực sự là học không chỗ tận cùng, hắn nói thầm, Ta vốn tưởng rằng mình hòa hợp quy tắc hai giới, nắm giữ quy tắc đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập thánh, nhưng thỉnh thoảng lại có thu hoạch mới, xem ra, làm người thực sự là không kiêu ngạo được. Theo thời gian đi qua, chỉ thấy những trái cây này trở nên càng ngày càng thần kỳ, thật giống như thoát ly hình thái trái cây nguyên bản, biến thành bách thú cùng người hình, có bay lên, có gầm thét, có vận chuyển pháp môn. Đúng lúc này, chỉ thấy tiếng vó ngựa truyền đến, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa hào hoa đang nhanh chóng lái tới. Có thể lái xe đi tới nơi này, tuyệt đối là có lai lịch lớn, nếu không thì, tọa giá căn bản không thể chịu đựng uy thế như vậy. Phu Xe ngựa là một đại hán thân cao kinh người, ác ma tộc, mà vật cưỡi là một con thần nghiêu, tổ hợp cực kỳ quái lạ, thánh thú như thế nào bị ác ma tộc kéo tới cùng một chỗ. Xem cái tiêu chí kia, có người đột nhiên chỉ vào hình vẽ trên thùng xe nói. Đó là một vòng thái dương trói lọi, đế phi, mọi người đồng thời kinh ngạc thốt lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kính sợ. Hắn tới làm chi? Đúng vậy, hắn đã là ngũ diệp đế giả, bách quả thụ đối với hắn không có ích lợi gì, còn muốn đến tập hợp náo nhiệt sao? Chương 2515, đế phi hạ. Xuyệt, đế phi rất ghê gớm, có người nói Thiên Phú Trác Việt, tương lai còn có cơ hội trở thành đế tinh. Tuyệt đối không nên chọc giận hắn, ta gặp qua một hoàng giả ác ma tộc bởi vì liếc mắt nhìn nhiều hắn, liền bị hắn chém thành cặn bã. Có người nói, ca ca của hắn đế bàng càng mạnh hơn, đã là đế tinh một môn song đế, quá bất phàm, phu xe ngựa của hắn cũng là một vị hoàng giả ác ma tộc, bị hắn thu phục. Hừ, đây là khiêu khích ác ma tộc chúng ta sao? Chờ ta thành tựu đế giả, nhất định sẽ lĩnh giáo hắn một hồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, võ giả của ác ma tộc đều lộ ra vẻ căm ghét cùng kiêng rè, bọn họ trời sinh chán ghét thiên sứ tộc, nhưng đế phi quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không dám biểu hiện ra. Trong khi nói chuyện, cửa xe ngựa mở ra, đi ra một nam tử vóc người thon dài, hai cánh trắng nõn, vầng sáng trên đỉnh đầu rừng rực, thậm chí vượt qua hai mắt của hắn. Hắn một thân hoa y, không nhiễm một chút bụi trần, nhưng đôi chân để trần, trắng đến kinh người, phỏng chừng có thể làm cho 99% nữ nhân cảm thấy không bằng. Nam tử có cử chỉ giống như đàn bà, lang Hàn lập tức ở trong lòng cho hắn một cái nhãn mát. Có điều, khí thế của người này xác thực kinh người, trên trán mở ra một đóa hoa sen màu trắng, sáu cánh, năm lá, cho thấy hắn chính là ngũ trảm. Ánh mắt đế phi đảo qua, dừng ở trên người một cô gái thiên sứ tộc nhất thời hai mắt sáng người nói vân hà tiên tử hắn nhảy xuống ngựa xe đi về phía trước cút từng vòng đều có người ngồi hắn cũng không phải bay vào tới mà trực tiếp ra chân oanh đồng thời đá bay ba người ngăn đường chỉ thấy ba người kia ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe chờ rơi xuống đất đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít ngũ trảm đây là thời điểm đế giả ở tầng thứ trảm trần này áp chế nghiêm trọng nhất thật giống như phân hồn đối với trảm trần là vô địch tuyệt đối bởi vậy, chỉ là nhị chảm tam chảm, tự nhiên bị hắn một cước đá bay. Tất cả mọi người giận dữ, đặc biệt là chủ nhân của ba tên phu xe, hận không thể lập tức ra tay, nhưng nghĩ tới mình mới là tứ chảm, đối đầu ngũ chảm vốn là đưa món ăn, liền cưỡng ép nhịn xuống. Đế phi tiếp tục đi về phía trước, lần này, người che ở trước mặt hắn tự động tránh ra, chỉ lo cũng bị đá bay vô tình. Như vậy, từng vòng người đều dồn dập tránh ra, căn bản không dám tiếp xúc phong mang. Đế phi đầy mặt kiêu ngạo, Mọi người biểu hiện như vậy dưới cái nhìn của hắn là chuyện đương nhiên, hắn nhanh chân mà đi, trong mắt chỉ có một người, chính là Vân Hà tiên tử, một đóa kiều hoa mỹ lệ. Đế phi đại nhân, có mấy người trẻ tuổi thiên sứ tộc tiến lên đón, như tròm sao nâng nguyệt, quay chung quanh đế phi. Đối với đồng dạng là người của thiên sứ tộc, đế phi kiên trì liền tốt hơn rất nhiều, ngoại lệ gật gù với những người này, dù sao có mấy cái vẫn có phong thái hoàng giả, nói không chắc hắn có thể thu mấy thủ hạ tốt. Hắn đi tới bên cạnh Vân Hà tiên tử, dùng ánh mắt thâm tình nhìn sang, ngạo nghễ nói. Vân Hà, ta đến giúp ngươi hái tiên quả. Vân Hà tiên tử không cảm kích chút nào, lạnh nhạt nói. Không cần, chính ta có thể. Tuy đế phi đụng một cây đinh, nhưng không hề có vẻ không kiên nhẫn, tiếp tục nói. Ta tự nhiên biết ngươi có thể, nhưng ngươi không phải còn muốn vì đệ đệ ngươi thu được một trái sao. Khí thế của Vân Hà tiên tử không khỏi yếu đi, nàng có đầy đủ tự tin xúc động tiên quả, nhưng dù sao tinh lực có hạn, chỉ tu hành một loại quy tắc, bởi vậy cũng chỉ có thể xúc động một viên tiên quả, muốn thu được quả thứ hai hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng nàng lại cực kỳ cưng chiều đệ đệ của mình, muốn cho đệ đệ một tạo hóa lớn, bởi vậy liền có vẻ do dự, tâm ý từ chối không kiên quyết. Nếu đế phi đại nhân một mảnh thịnh tình, Vân Hà tiên tử đáp ứng đi. Phải, đế phi đại nhân vì thế chạy đến một chuyến, chân tâm chân tình, có thể so với nhật nguyệt. Người bên cạnh đều khuyên, có mấy người tuy trong miệng nói như vậy, nhưng trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ khó chịu, bởi vì Vân Hà tiên tử đẹp đến kinh người. Tướng mạo của thiên sứ tộc rất giống tiên vực, cũng chỉ là có thêm một đôi cánh, trên đầu dài ra vầng sáng, con mắt cũng phát sáng, nhưng mỗi một cái đều là da rẻ trắng như tuyết, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ. Vân Hà tiên tử càng là người xuất sắc trong đó, bất kể là lấy ánh mắt của thiên sứ tộc hay của người tiên vực mà nói, cái này đều là mỹ nữ khó gặp. Thêm chốt là, mỹ nữ này còn nắm giữ thiên phú võ đạo kinh người, vậy tự nhiên làm cho nam nhân đổ xô tới. Vậy thì cảm ơn đế huynh." Vân Hà tiên tử gật gù, nàng không cách nào từ chối ý tốt như vậy, nhưng trong lòng nàng đã quyết định chủ ý, sẽ lấy lễ vật quý giá, lập tức trả lại nhân tình này. Đế phi đầy mặt ngạo nhiên, hắn ở ngũ trảm đã dừng lại rất nhiều năm, không chỉ tu quy tắc quang minh đến mức độ hoàn mỹ, còn kiêm tu ba loại quy tắc khác, đều đạt đến độ cao tương đương. Năm đó hắn cũng đã xúc động một trái, dùng chính là quy tắc quang minh, mà cùng một người, quy tắc dùng qua sẽ không cách nào có hiệu bởi vậy, hắn cần dùng ba loại quy tắc khác, nhưng cái này tự nhiên đủ. Coi như còn có người cũng tu luyện ba loại quy tắc này, nhưng ai có thể so sánh được hắn. Hắn là ngũ trảm đế giả, hắn chậm rãi nói những năm này, đã tiến vào các loại di tích cổ, nguy hiểm tầng tầng, cũng thu hoạch vô số, để tất cả mọi người nghe đến mê mẩn, ngay cả Vân Hà Tiên Tử cũng không khỏi dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn, lộ ra vẻ say mê. Thứ nhất, tài ăn nói của hắn làm người say mê, thứ hai hắn xác thực trải qua không ít sự tình khiến người ta thán phục, khiến người ta mê mẩn. Hắn thành trung tâm toàn trường, vài cô gái đều lộ ra vẻ ái mộ, chỉ cần đế phi ngoắc ngoắc ngón tay, e là sẽ lập tức ngồi lên xe ngựa của hắn, theo hắn lưu lạc chân trời. Những cô gái này là thiên sứ tộc, ngược lại cũng quên đi, then chốt là mấy nữ giới ác ma tộc cũng trên mặt mang theo xuân sắc, con mắt long lanh, hận không thể quăng vào ôm ấp, để nam nhân của hai chủng tộc đều đố kỵ đến phát rồ. Nhưng có biện pháp gì, đây là đế giả, nam tử nhất định có thể thành vương thành tổ, thậm chí có thể đạt đến độ cao của thập tam liên, thập tứ liên. chương 2516, phiền muộn, sùng bái cường giả là vượt qua chủng tộc, trái cây thành thục, không biết là ai kêu một tiếng, nhất thời, ánh mắt của mọi người đều quăng đến bách quả thụ, thật giống như đế phi trong nháy mắt mất đi sức hấp dẫn. So sánh với đó, có cái gì so với bản thân mạnh mẽ càng quan trọng? Đế phi không khỏi bay lên một luồng khó chịu, nhưng lập tức nghĩ, tại sao mình phải nôn khí với một cái cây? hắn lắc lắc đầu đứng thẳng người lên muốn xúc động tiên quả cộng hưởng dù sao nơi này còn có rất nhiều hoàng giả có tư cách xúc động tiên quả nếu như hắn chậm một bước trái cây sẽ bị người cướp đi hắn cũng chỉ nắm giữ ba đạo quy tắc mà thôi đế phi giật động quy tắc bắt đầu xúc động tiên quả chỉ một hồi mà thôi hắn liền khóa chặt một viên tiên quả thuộc tính hỏa ở dưới quy tắc của hắn hơi có chút phản ứng hắn lập tức toàn lực ứng phó toàn bộ tinh thần rót vào ong 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 trái cây này khẽ run, nó như ngọn lửa sôi trào, vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm. Cái này để cho võ giả tu luyện quy tắc hệ hỏa có một tia hy vọng bước vào ngũ trảm, cực kỳ quý giá. Đến đây đi, đến đây đi, đế phi thầm nói, kỳ thực hắn chỉ cần một trái cây mà thôi, dùng để lấy niềm vui của vân hà tiên tử. Đây chính là tiên quả, cho dù có thập bát liên vương hạ xuống cấm chế, chỉ có thể cho chảm trần hái, nhưng không phải sự tình chớp mắt liền có thể làm được, hắn không ngừng giật động quy tắc, để hai người cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, thời điểm ở tứ trảm, hắn bỏ ra ba ngày ba đêm mới xúc động một quả, nhưng hiện tại, chỉ cần khoảng một canh giờ liền có thể làm được, không biết tăng lên bao nhiêu lần. Khi một canh giờ trôi qua, tiên quả phát ra run rẩy dữ dội, thật giống như muốn thoát ly cành cây, bay nhào về phía hắn. Đế phi mỉm cười, hắn muốn thành công, phốc, tiên quả run rẩy, đột nhiên thoát ly cành cây, bắn ra. Nhưng đế phi bỗng nhiên biến sắc, bởi vì tiên quả này lại không phải bay về phía hắn, mà là một hướng khác. Làm sao có khả năng, hắn khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn cũng ở bước ngoặt cuối cùng mới phát hiện có một cỗ ý chí khác xâm lấn, sau đó dễ dàng liền xúc động tiên quả, để tiên quả chạy. Cảm giác này thực quá không ổn, thật giống như mình cua muội tử rất lâu, mắt thấy có thể buổi tối nay đùng đùng đùng, kết quả đột nhiên có một nam nhân khác giết ra, câu muội tử kia đi. Đế phi theo quỹ tích bay của tiên quả nhìn lại, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy một người, suýt chút nữa phun ra ngoài. Bởi vì trong tay của người nọ lại nâng một đống tiên quả, một đống, một đống, một đống. Hắn con mẹ nó đây là quái vật sao, ngay cả hoàng giả bình thường cũng chỉ có thể xúc động một quả, cái này lại một đống, chỉ ít mấy chục quả, người mở quầy trái cây sao. Không chỉ là hắn, cũng không ít người đều như nhìn quái vật nhìn chằm chằm lăng hàn, chỉ là trước hắn quá mức để tâm xúc động tiên quả, bởi vậy mới sẽ không chú ý tới dáng dấp của những người khác chỉ một canh giờ mà thôi thứ này lại xúc động mấy chục tiên quả đây là tốc độ khủng khiếp cỡ nào chẳng trách đối phương mới tới liền đoán mất tiên quả hắn câu thông hồi lâu đế phi cắn răng nhịn xuống kích động ra tay mà tiếp tục đi câu thông quả tiên quả thứ hai dưới cái nhìn của hắn lăng hàn hái được nhiều tiên quả như vậy hẳn đã tiêu hao hết quy tắc nắm giữ hắn thử đi xúc động rất nhanh có một viên tiên quả đáp lại để hắn hoàn toàn yên tâm hắn thật sợ mình nắm giữ ba loại quy tắc đối ứng trái cây đã bị người lấy đi hết nhưng mà, bị kịch lần thứ hai trình diễn, một đạo thần thức mạnh mẽ đảo qua, trong nháy mắt liền để trái cây hắn đang câu thông thoát cành mà đi. Đế Phi không cần quay đầu, chỉ cần nhìn quỹ tích bay của trái cây, hắn liền có thể xác định, khẳng định là con hàng kia. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, người cái gì không lấy, nhất định phải tranh với hắn. Hơn nữa, người đã lấy nhiều như vậy, tại sao còn tham như thế? Hắn muốn động thủ, nhưng nghĩ tới mình còn có một đạo quy tắc chưa vận chuyển, liền cưỡng ép ấn xuống phẫn nộ, mà đi giật động một đạo quy tắc cuối cùng, sau đó, hắn lập tức phát hiện, một viên trái cây cũng không cộng hưởng với hắn. Bách quả thụ, 108 trái cây đối ứng 108 loại quy tắc, nhưng trên thực tế tổng số quy tắc không có nhiều như vậy, mà là rất nhiều đều là từ một chi đại đạo phân hóa ra, tỉ như quy tắc hệ hỏa, phân hóa ra chín đạo, hợp thành 9 trái cây. Mỗi người tu quy tắc, luôn có thể gần gũi với một trái cây trong đó, có thể xúc động hay không liền xem trình độ gần gũi cùng bản thân nắm giữ quy tắc lần này hắn không xúc động được bất luận một trái cây nào chỉ có thể nói rõ một điểm trái cây quy tắc đối ứng đã bị người lấy đi rồi sẽ nhanh như vậy chỉ có một người có thể làm được lăng hàn ngươi thật quá mức rồi đế phi đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói với lăng hàn giao hết trái cây ra đây sau đó lăn xuống núi không sai giao ra đây những người khác cũng dồn dập kêu lên một mình ngươi lấy tới 60 trái cây vậy còn để bọn họ phân cái giám a ánh mắt lăng hàn đảo qua, chỉ cười nhạt. Dựa vào cái gì, các nữ xác thực dùng không được hơn 60 tiên quả, nhưng đồ chơi này có thể làm cho người có một tia hy vọng đột phá ngũ chạm. nếu như để lại dị vực, không phải chế tạo phiền phức cho tiên vực sao. Vì lẽ đó, coi như ném hắn cũng sẽ không để cho dị vực, lại nói, ăn một quả chỉ có một tia hy vọng, như vậy ăn nhiều mấy quả không phải hy vọng càng lớn hơn sao. Đừng nói hơn 60 quả, dù 108 tiên quả toàn bộ cho hắn, Lăng Hàn cũng sẽ không ngại nhiều không giao, chết, đế phi lớn tiếng nói, bạch liên trên trán phát quang, thánh khiết mà ông ánh. Thiên sứ tộc cùng ác ma tộc vốn không hợp nhau, nếu không có cùng chung mục tiêu đã sớm giết một mất một còn, nhưng nếu gặp phải chiến tranh lợi ích, vẫn sẽ đánh đến vỡ đầu chảy máu. Chết, những người khác cũng dồn dập kêu lên, không chỉ thiên sứ tộc, ngay cả ác ma tộc cũng đang gọi. Ở trước mặt lợi ích, trùng tộc đại nghĩa gì đó đều là hư ảo. Lăng Hàn cười ha ha nói, người muốn giết ta nhiều lắm, các người nha, ha ha, kém quá nhiều. chương 2517, cân nhắc qua, câu nói này thực không có nửa điểm khuếch đại, thiên tôn hai giới đều đang đuổi giết lăng hàn, nhưng hắn còn không phải sống sinh long hoạt hổ, hơn nữa sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, ngày sau còn có thể trở thành thiên tôn, thậm chí vượt qua thiên tôn, ấn lại đám người phong tình thiên tôn đánh. Đế Phi đương nhiên sẽ không tin tưởng, có thể tới nơi này nói rõ đối phương chỉ là một chảm chân, như vậy hắn là ngũ chảm đế giả tuyệt đối không thể không địch lại. Lùi một bước mà nói, coi như đối phương cũng là ngũ trảm đế giả, hắn cũng tin chắc mình sẽ càng hơn một bậc. Muốn chết, đế phi hung hãn ra tay, một đạo hào quang sáng rực rỡ tuôn ra, hóa thành một thanh kiếm, vót về phía Lăng Hàn. Tuy Lăng Hàn đã đánh qua với võ giả dị vực, nhưng chỉ tiếp xúc qua quy tắc hắc ám, bởi vậy, nhìn thấy đế giả của quang minh tộc này không khỏi nhiều hơn mấy phần hứng thú, muốn nhìn một chút quy tắc này đến tột cùng có thần diệu gì. Bởi vậy, hắn cũng không có sử dụng lực lượng nào, tùy ý ra tay cùng đế phi vui đùa một chút. Hiện tại Lăng Hàn quá mạnh mẽ, cấp độ tiên vực xác thực không bằng dị vực, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp, trong quy tắc vẫn có đổ vật dị vực không bằng. Bù đắp cả hai, đây mới là đạo tốt nhất, nếu hắn trở lại tiên phủ cảnh, vậy liền không phải đế tinh, mà là tồn tại vượt qua đế tinh, có thể xưng là đế nguyệt, đế nhật gì đó, ngược lại hai cái này lớn hơn sao nha. Đế phi đại phát thần uy, quy tắc quang minh vận chuyển, hắn phảng phất như đã biến thành một chiến thần, hoàn toàn đè lên lăng hàn đánh đầy mặt hắn ngạo nhiên, hắn quả nhiên mới là đế giả mạnh nhất, Lăng Hàn tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, chỉ là chẳng biết vì sao đối phương cực kỳ quái lạ, lại nắm giữ vô số quy tắc, hái được hơn 60 tiên quả. Nhưng sau một quãng thời gian, hắn có chút cấp bách, bởi vì mặc hắn chiếm thượng phong làm sao, cũng không cách nào áp chế Lăng Hàn, giành lấy thắng lợi. Sao tính dai của tên này mạnh như vậy? Hắn thầm nói, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn hẳn cũng là một tên đế giả, không bị hắn lập tức đánh bại cũng hợp tình hợp lý những người khác cũng khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Hàn mạnh như vậy, lại cũng là một tên đế giả, mà tên phu xe lúc trước chỉ điểm Lăng Hàn kia càng líu lưỡi, hắn còn nói Lăng Hàn không nên nghĩ xa, không nghĩ tới người ta mãnh liệt đến mức độ như thế. Đại quang minh kiếm, chém hết chưa ta, đế phi hét lớn một tiếng, đột nhiên lấy ra một bảo kiếm, toàn thân sáng rực, thật giống như do quang minh thuần túy tạo thành, cực kỳ thần kỳ. Hắn vung vẩy trường kiếm, chém về phía Lăng Hàn, xeo, ánh sáng tỏa ra, khiến người ta mở mắt như mù trong lòng lăng hàn bay lên một luồng cảm giác cổ quái thật giống như có vô số tiên tử tươi đẹp vẫy tay với hắn để hắn cam tâm nhận lấy cái chết từ đó có thể bay thăng cảnh giới cực lạc không buồn không lo không còn chinh chiến chỉ có hưởng lạc hắn lập tức mở hai mắt bùng lên hàn quang kinh người quy tắc quang minh này có hiệu quả đầu độc lòng người đùng kiếm ánh sáng hạ xuống lại bị lăng hàn một phát bắt được hắn lại khe khẽ rung lên nhất thời đoạt kiếm áng sáng qua chỉ thấy tài liệu này cực kỳ đặc thù, lại không giống thực chất mà là quy tắc thuần túy dung hợp. Phương pháp luyện khí đặc thù, lang Hàn thầm nói, ngẩng đầu lên, đã thấy tất cả mọi người xung quanh đều há to miệng, hoàn toàn có thể nhét một quả trứng gà vào. Những người khác đương nhiên kinh ngạc đến ngây người, kháo, có như người sao, mới vừa rồi còn một bộ không địch lại, nhưng tiện tay chảo một cái liền lấy binh khí của người ta, không thấy hiện tại đế phi còn không rõ ràng là chuyện gì sao. Lang Hàn cười ha ha nói ý tứ không tốt, dọa đến mọi người. Cái kia, người mới vừa rồi nói muốn giết ta đều bước lên một bước, chúng ta đến tính sổ A. Xoạt, chỉ ít 9 phần 10 người đều đồng loạt lui về phía sau một bước, nhất thời để mấy người phản ứng chậm nổi bật ra ngoài. Không, không phải ta, một người thấy thế, vội vàng lắc đầu, một bên liều mạng biện giải, mấy cái khác thông minh hơn nhiều, vội vã lùi về sau. Đế phi đè ép hỏa khí nói, bán ta một trái, giá tiền tùy ngươi mở. Hắn đáp ứng cho Vân Hà tiên tử một tiên quả, nhưng hiện tại khẳng định không cách nào tự tay hái, không thể làm gì khác hơn là mua lăng hàn. Người khác chắc chắn sẽ không bán, chỉ có một trái mà thôi. Lăng Hàn kinh ngạc nói: "Ngươi không phải muốn giết ta sao?" Đế Phi tránh không đáp, có thể giết Lăng Hàn, hắn đương nhiên chẳng muốn phí lời, ai bảo hắn giết không xong chứ. Hắn hừ một tiếng nói: "Ra giá đi." Lăng Hàn lắc đầu nói: "Ta có một chủ ý càng tốt hơn, không bằng ta làm thịt ngươi." vậy tất cả mọi thứ của ngươi không toàn bộ quy về ta sao ha ha đế phi ngạo nhiên mà cười hắn là ai một vị đế giả mà ca ca của hắn càng là một vị đế tinh nhất định sẽ thành tựu cường giả thập bát liên vô thượng ai dám giết hắn a à, tiếng cười của hắn im bặt bởi vì cái cổ đã bị lăng hàn nắm sách lên hắn có lực lượng vô thượng nhưng rơi vào trong tay lăng hàn lại như con gà con hoàn toàn mất đi lực lượng hắn không khỏi ngơ ngác mình đến tột cùng kém lăng hàn bao nhiêu lại không chịu được một đòn như thế. Thấy Lăng Hàn lộ ra sát khí uy nghiêm đáng sợ, Vân Hà tiên tử mở miệng nói. Các hạ kính xin hạ thủ lưu tình, huynh của đế phi chính là một vị đế tinh, bây giờ tu vi là bát liên tầng 9, có vô địch chịu uy. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, vậy ta liền phải ăn thiệt thòi, mặc cho tiểu tử này cưỡi trên đầu. Các hạ cần gì phải tranh giành bực bội nhất thời. Vân Hà tiên tử khuyên bảo nói, nàng ngược lại không có tình cảm gì với đế phi, mà là cực kỳ kiêng kỵ đế bàng, đây là một thiên kiêu chân chính, có người nói rất nhiều tổ vương đều đưa ra cảnh ô lưu cho hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ. Vậy ta suy tính một chút, Lăng Hàn nói, chỉ chớp mắt một cái hắn liền mở miệng. Được, ta cân nhắc qua, ngươi như vậy cũng gọi cân nhắc, Vân Hà tiên tử không khỏi có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, chỉ cảm thấy người trước mặt này mặc dù là ác ma tộc, nhưng không nham hiểm như ác ma tộc chút nào, càng tiếp cận một vô lại. Vậy các hạ suy tính làm sao? Nàng nói, đương nhiên là giết, Lăng Hàn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, tay phải hơi xiết, đùng, cái cổ của đế phi liền bị bẻ gãy, trong nháy mắt liền chết. Chương 2518, đề nghị, lần này thế giới thanh tĩnh, hắn tìm ra không gian thần khí trên người đế phi, sau đó tiện tay vứt người qua một bên, nhìn về phía mọi người. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cũng thật là thanh tĩnh, bởi vì không chỉ đế phi chết, không phát ra được một chút âm thanh, những người khác cũng bị chấn kinh đến mất cảm giác, không nói ra được nửa chữ. Một tên đế giả, hơn nữa còn là đệ đệ của đế bàng, lại chết như vậy. Đây chính là nguyên nhân bọn họ phí hết tâm tư, nhất định phải thành tựu đế giả sao. Thành thì đã có sao, bị một chiêu thuấn sát, vậy cần cù có ý nghĩa gì? Lăng hàn cười ha ha nói, mọi người tiếp tục, ta đi trước. Hắn đã dùng hết biến hóa của quy tắc, đạt được hơn 60 tiên quả chính là cực hạt, mà hắn làm người cũng khá biết điều, không nghĩ tới muốn đi đánh cướp những người khác, dù sao cũng đang ở dị vực A tuy đã có một tên đế giả chết ở trong tay hắn nhưng ai bảo đối phương chiêu chọc hắn trước chờ đã vân hà tiên tử vội vàng nói nàng cười rất xinh đẹp tựa hồ đã quên sự tình đế phi qua một bên có thể bán ta một tiên quả hay không không bán lăng hàn trả lời thẳng thắn vân hà tiên tử hơi cứng lại nàng không chỉ thiên phú võ đạo kinh người tương tự cũng là một mỹ nữ xuất sắc lại bị lăng hàn từ chối thẳng thắn gọn gàng như vậy làm cho nàng nghiến răng có loại kích động mạnh mẽ tới cắn lăng hàn một cái Nàng cười nói, các hạ, ta có thể dẫn tiến ngươi tiến vào bách chiến học viện, lấy thiên phú của ngươi, tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bộc lộ tài năng, trở thành ngôi sao mới. Như thế nào, tuy bách chiến học viện chỉ là do một vị thập liên tổ vương sáng lập, nhưng sau lưng cùng rất nhiều tổ vương có ngàn vạn tia quan hệ, sau này trở thành đệ tử của thập thất liên, thậm chí thập bát liên tổ vương cũng không phải là không có khả năng. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên đương nhiên là từ chối, hắn nắm giữ quy tắc dị vực còn cực kỳ yếu, ngụy trang chỉ có thể có tác dụng với chảm trần, thật bị tiên vương nhìn một chút, vậy khẳng định là xong đời. Nhưng nghĩ nghĩ, trong thế lực cấp bậc tiên vương khẳng định có phòng tu luyện thời gian càng mạnh hơn, hơn nữa, thiên tôn đang tìm hắn, hắn ngược lại đường đường chính chính trốn ở trong một học viện, hiệu quả ngụy trang càng tốt hơn cũng không nhất định. Đương nhiên, trước đó hắn nhất định phải cải tạo khi thiên thuật thành công, để nó ở dị vực cũng có tác dụng. Cho hắn mà nói, cái này cũng không phải rất khó, bởi vì hắn có khởi nguyên ma phương, có thể rất thuận tiện mà dung hợp quy tắc hai giới, đương nhiên cái này cần thời gian. Hơn nữa, hắn xác thực cảm thấy hứng thú với hệ thống tu luyện của dị vực, hiểu rõ kẻ địch càng tỉ mỉ, độ khả thi đánh bại đối phương tự nhiên cũng càng cao. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn tiện tay lấy ra một trái tiên quả muốn ném qua. Xin cho ta một tiên quả thuộc tính lôi, Vân Hà tiên tử đại hỷ, vội vàng nói yêu cầu cụ thể. Thuộc tính không đối ứng, đệ đệ của nàng ăn cũng không có tác dụng. Lăng Hàn chọn một hồi, một lần nữa ném ra một trái nói: "Khi nào xuất phát, ta còn phải trước tiên thu lấy một viên tiên quả, vì lẽ đó, kính xin các hạ chờ ta mấy ngày." Vân Hà tiên tử cười nói, "Trong xe ngựa của ta có rượu ngon chân quả, các hạ không ngại trước tiên ở bên trong tùy tiện ngồi một chút." "Được rồi." Lăng Hàn đáp ứng rất miễn cưỡng, nhưng mọi người lại suýt chút nữa nổi giận, đây chính là Vân Hà tiên tử mời a, có thể tiến vào khuê phòng của nàng, nam nhân nào không mừng rỡ như điên nhưng lang hàn lại còn sụ mặt chẳng phải làm người tức giận sao lang hàn trèo lên xe ngựa quả nhiên bên trong cực kỳ rộng rãi có ghế còn có một chiếc giường mềm trên bàn thả đầy kỳ chân dị quả hắn không khách khí nằm xuống ở trên giường một bên lấy quả nho ném vào trong nghiệp không sai mùi vị rất ngon còn có một tia đạo tắc lưu truyền ở trong người đối với tu luyện có lợi ích to lớn một lần chờ này chính là ba ngày ba đêm mới thấy vân hà tiên tử trèo lên xe ngựa nàng nguyên bản mỉm cười xinh đẹp nhưng nhìn thấy lăng hàn đang nằm ở trên giường của mình khuôn mặt nhất thời đen lại cái số nam nhân này cũng thật không biết xấu hổ lại dám khinh nhờn giường thơm của nàng đây là ai cho hắn lá gan cút ngay nàng không nhịn được sẵn giọng có bệnh thích sạch sẽ lăng hàn bất động nói ngươi không phải nói để ta tùy tiện sao vậy ngươi cũng nên có chút tự mình biết mình a à? giường của con gái nhà người ta là ngươi có thể tùy tiện nằm sao ngươi không cảm thấy cái này có chút mất phong độ sao vân hà tiên tử nói nỗ lực bình tĩnh lại cùng lăng hàn giảng đạo lý lăng hàn cười nói tiên tử thịnh tình như thế nếu như ta khách khí với ngươi chẳng phải là không nể mặt ngươi sao nói xong hắn cầm qua một quả táo răng rác cắn một cái giòn vang vân hà tiên tử tức giận đến nghiến răng thứ này thực sự là bại hoại hơn nữa ra mặt dày người như thế là khó đối phó nhất nàng không tiếp tục để ý lăng hàn nữa mà ngồi ở trên ghế lớn tiếng nói xuất phát, bên ngoài lòng đổ sợ đến run cầm cập, vội vã đáp ứng, sơ roi dục ngựa, vật cưỡi lập tức đập cánh mà lên. Lăng Hàn không tiếp tục nói nữa, ba ngày nay hắn cũng không nhàn rỗi, mà vẫn đang suy diễn khi thiên thuật, nhưng cách thành công còn cần một chút thời gian. Hắn sẽ không tiếp tục mò mẫm với Vân Hà Tiên Tử, mà hết sức chuyên chú nghiên cứu khi thiên thuật. Xe ngựa hơi có chút lay động, nhưng hoàn toàn sẽ không tạo thành ảnh hưởng, Lăng Hàn liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như lão tăng nhập định. Vân Hà Tiên Tử nhìn, trong lòng càng ngày càng không thoải mái. Nàng tự nhiên không thiếu thị vệ, thậm chí nhiều đến tình trạng không thèm để ý, mà khi nàng nhìn thấy một nam nhân hoàn toàn coi mình là không khí, trong nội tâm liền có phẫn nộ mãnh liệt. Cái nam nhân này, làm sao không chết đi, loáng một cái chính là ba tháng, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, đi tới một chấn nhỏ cổ xưa, đây cũng không phải vị trí gia tộc của Vân Hà Tiên Tử, mà là một khu vực trung lập, vừa không giống quy tắc hắc ám, cũng không giống quy tắc quang minh, không đến nỗi tạo thành thương tổn với lang hàn. Nàng để Lăng Hàn trước tiên ở lại nơi này, mà nàng thì tiếp tục chạy về gia tộc, chờ giao tiên quả cho đệ đệ, mà mình đột phá ngũ trảm, thì sẽ đến tìm Lăng Hàn, cùng một chỗ đi tới Bách Chiến Học Viện. chương 2519, Tiên Ma Kiếm Thăng Cấp Lăng Hàn cũng không có ý kiến, hắn ở đây tìm chỗ trú chân, một bên sử dụng phòng tu luyện thời gian nơi đó, mau chóng hoàn thiện khi thiên thuật. Hắn hỏi tiểu tháp, ta chỗ này còn có lượng lớn tiên vực tinh thạch, có thể bổ sung lực lượng cho ngươi hay không? Tiểu Tháp lắc đầu, không được, ta cần lực lượng đã vượt qua phạm trù tầng 9, có điều, này có thể dùng ở trên luân hồi thụ. Cấp độ của thiên tôn quá cao, vượt qua bản thân quy tắc, vì lẽ đó tinh thạch không thể trợ giúp tiểu tháp, có điều luân hồi thụ còn ở trong phạm vi bình thường, tinh thạch liền có thể đưa đến hiệu quả. Mẹ Kiếp, người làm sao không nói sớm? Lang Hàn suýt chút nữa nhảy lên, cải thiện khi thiên thuật cần nhất chỉ là thời gian ngộ đạo, luân hồi thụ có thể giúp được hắn, hơn nữa, các nữ tu luyện cũng cần luân hồi thụ ngươi cũng không có hỏi, tiểu tháp nói, nhưng lại tùy tiện giải thích một câu. Lực lượng của ta có hạn, tốt nhất vẫn ở dưới trạng thái hôn mê. Quả nhiên đúng là cái tháp kiêu ngạo mạnh miệng, rõ ràng chủ động giải thích một câu là được, nó nhưng nhất định phải kích thích Lăng Hàn. Lăng Hàn rất muốn gặp gỡ duyên sinh thiên tôn, hắn đến cùng là người thế nào, lại có thể luyện ra bảo khí như tiểu tháp. Còn có đại hắc cầu, khẳng định có quan hệ với duyên sinh thiên tôn rất sâu, từ hai con hàng này đến xem duyên sinh thiên tôn phỏng chừng cũng không phải người đứng đắn trước tiên tăng lên cấp bậc của tiên ma kiếm thời điểm ở tiên vực lăng hàn trôn giết hơn trăm tiên vương dị vực thu được chiến công đạt được nhiều kinh người mà hắn cũng hướng trời cao hối đoái vô số thần thiết đủ để phệ kim thiết bước vào cấp độ tiên kim trước kia hắn trốn ra tiên vực vẫn không có lo lắng tiên ma kiếm hơn nữa cũng không phải cấp bách hiện tại lại ra tay hắn cuối cùng nghĩ đến nên để thanh tiên kiếm này tăng lên tới cấp độ nên có bởi vì số lượng thần thiết thực quá nhiều, chất thành một đống so với ngôi sao còn muốn lớn hơn, vì lẽ đó lăng hàn ở trong hắc tháp tăng lên tiên ma kiếm, nếu không lấy ra nhiều thần thiết như vậy, khu vực trung lập này sẽ bị san bằng. Dù năng lực thôn vệ của tiên ma kiếm kinh người, nhưng vẫn qua 10 ngày mới rốt cuộc bước vào cấp độ cửu tinh, sau đó, 20 ngày trở thành thập tinh chuẩn tiên kim. Đạt đến một bước này, tiên ma kiếm đã tiếp cận bão hòa, chỉ cần tiến thêm một bước nữa liền có thể trở thành tiên kim, nhưng mà, Lăng Hàn lại đút thanh kiếm này ba ngày thời gian, nhưng thứ này không thôn vệ nữa. Rõ ràng còn có rất nhiều thần thiết, Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát, nhưng đột nhiên nghĩ đến, lẽ nào tiên ma kiếm chỉ có ở trong thiên địa chân chính mới có thể hoàn thành đột phá. Hắn ra hắc tháp, nhất thời, tiên ma kiếm tỏa sáng hào quang, trên thân kiếm có từng viên từng viên phù văn lướt qua, có uy thế không cách nào hình dung. Oanh, giữa bầu trời lập tức có mây đen tụ đến, ánh chớp rực cháy. Thiên kiếp muốn tới, nhưng lần này mục tiêu nhầm vào không phải Lăng Hàn, mà là kiếm trong tay của hắn. Lăng Hàn cười ha ha, thân hình bay lên không, rời đi chấn này, đi tới vùng ngoại ô không người. Soảng, tia chấp thứ nhất đã hạ xuống, vô cùng chuẩn đánh vào trên tiên ma kiếm. Lăng Hàn vùng kiếm đón lấy, một kiếm chém qua, tia chấp này bị đánh thành hai đoạn, có điều Lăng Hàn cũng bị điện giật đến cả người tê dại, cho dù hắn chỉ đụng một tia. Tiên ma kiếm muốn thăng cấp thành tiên binh, chịu đến thiên phạt cũng là cấp bậc tiên vương, đây là lực lượng lăng hàn xa xa không thể ngang hàng. Khá lắm, lăng hàn thầm nói, thiên kiếp này cũng thật đáng sợ, chỉ một đạo dư âm rung động, hắn liền khó chịu đến đòi mạng, kế tiếp uy lực của thiên kiếp còn muốn từng bước tăng lên, hắn kháng như thế nào. Đúng lúc này, chỉ thấy tiên ma kiếm hơi chấn động một cái, đột nhiên thoát ly tay của lăng hàn, xèo, bắn thẳng đến trời cao. Nó chủ động chống lại thiên kiếp, lăng hàn suy nghĩ một chút, trừ khi hắn vận dụng hắc tháp, bằng không căn bản không thể nhúng tay, vậy thì thôi đi, bước đi này là tiên ma kiếm nhất định phải vượt qua, nếu như không cách nào thành công, vậy nó cũng không xứng là tiên kim. Soảng soảng soảng, thiên kiếp một đạo tiếp một đạo, cực kỳ đáng sợ, mà trên tiên ma kiếm cũng xuất hiện từng vết nứt, thật giống như không cách nào vượt qua. Nhất định có thể, Lăng Hàn thầm nói, tiên ma kiếm theo hắn nhiều năm như vậy, trong đó cũng ẩn chứa ý chí võ đạo của hắn, tuy hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng nhất mạch kế thừa niềm tin của Lăng Hàn, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, vĩnh viễn không bao giờ nói lùi. Sức chiến đấu bản thân tiên ma kiếm hoàn toàn không đủ để đối kháng thiên kiếp, nó đang bị lôi điện rèn luyện, là đổ nát thành cặn bã, hay hoàn thành bản chất bay vọt trở thành tiên kim, liền phải xem vận mệnh của nó. Thiên kiếp của dị vực mạnh hơn, mặc dù Lăng Hàn có lòng tin với tiên ma kiếm, nhưng dù sao cũng khó tránh khỏi một chút lo lắng. Veo, một bóng người bay tới, đây là một người trẻ tuổi thân thể như ngọc, thiên sứ tộc, hai cánh chim trắng muốt thánh khiết, tóc vàng trói lọi, khuôn mặt anh tuấn đến khiến người ta đố kỵ vận khí không tệ, lại có bảo kiếm xuất thế độ kiếp, đây là lễ vật trời cao ba cho Lý Kỳ Na ta sao? Người trẻ tuổi này cười ha ha, hắn nhìn thấy nơi đây có lôi đình hóa thành hải dương đáng sợ, lúc này mới cố ý chạy tới xem thử một chút, vốn tưởng rằng đây là vị cường giả cửu liên nào muốn thành vương, không nghĩ tới là một thanh kiếm. Đây là tổ khí A, hắn vô cùng kích động, tổ khí chính là tiên khí của tiên vực, mà tuy cấp độ của dị vực cao hơn tiên vực chút ít, nhưng số lượng tổ khí vẫn cực kỳ ít ỏi, hiện tại lại có một tổ khí xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn không có chủ nhân, tự nhiên để hắn cho rằng đây là trời cao ban ân hắn. Lăng Hàn, chỉ là lục liên, tự nhiên bị hắn không đáng kể. Ồ, hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, chỉ cảm thấy trong thân thể của Lăng Hàn thật giống như ẩn giấu món đồ gì, để hắn có loại không thoải mái không nói ra được. Người tự sát đi, Lý Kỳ Na từ tốn nói, hắn không thích cảm giác mà Lăng Hàn cho mình, nhưng cũng lười đi tra cứu, chỉ cần người chết không phải sẽ ổn sao, Lăng Hàn nhìn đối phương, đây là một nam tử thất liên tam diệp, cũng chính là địa hồn của phân hồn cảnh, chẳng trách dám xem thường mình như thế. Mà hắn cũng tâm thần tập trung cao độ, quả nhiên, chỉ là ngụy trang đơn giản, ngay cả địa hồn cũng rất khó lừa gạt, vẻ mặt căm ghét kia của đối phương như hắn ở tiên vực nhìn thấy người tu công pháp dị vực.